Chào mấy hết anh chị nha, anh chị vô lại giùm em với nha. Trời ơi, mới vừa tặng game xong rồi đó, nó bị đơ cái máy, xong bây giờ phải vô lại. Anh chị nhớ vô lại ủng hộ em với nha. Con chào cô Hương. Nó bị cái máy nó bị đơ á anh chị, mới tắt khởi động lại nên là bị rớt ra, vừa tặng quà xong luôn. Thôi nó cũng trễ rồi, bắt đầu em bán luôn nha anh chị. Em bán hôm nay là cái cây cát Đài Loan nha, rất là khỏe. Hàng này trồng bằng giớn nha anh chị, giớn nha. Để em chỉnh cái loa to to xíu. Chào hết mấy anh chị nha. Cảm ơn mấy anh chị là không có bỏ em vô lại đông đông, là vô lại giùm em nha. Chào chị Thư Phùng chia sẻ. Dạ, cảm ơn mấy anh chị chia sẻ lại giùm em với. Dạ, cát thân hình hồi nãy đó chị, đó là cát lục đại thượng nha. Em cho anh chị vô sao coi cái mặt bông của cát lục đại thượng nè. Em lên em bán cái dòng cát này luôn nha, tại vì hồi nãy quay game rồi anh chị, với lại trễ rồi, bây giờ quay nữa là tới khuya luôn. Em bắt đầu em bán luôn nha. Cái em bán dòng cát Đài Loan này, hôm nay tí xíu là có thêm cái vũ nữ Mitonia, có nhiều màu. Phân màu cái vũ nữ ra nha vàng. Vàng ơi, phân màu cái vũ nữ ra nha, nó nhà vườn nó có ghi tem ở trên đó rồi đó. Okay. Em cho anh chị coi cái mặt bông của cát lục đại thượng. Chờ em xíu. Em tặng hình ảnh cái này là em tặng cho chị Trinh rồi ạ. Em cảm ơn. Em lên một cái cây khác. Cây này em đang bán giá bình thường, trước là anh chị mua giá 250.000. Về sau là 220, hôm nay em bán anh chị giá 200.000 thôi. Lúc đầu tính bán 200, 221, 220 đó, chị bán 200 thôi, tại vì vô cũng hơi muộn rồi. Đó, em bán cái này 200.000 nha, rễ cực kỳ khỏe. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em. Dạ, cảm ơn chị. Yến về quê bỏ. Dạ, Yến đang cũng làm việc đó chị, tại vì về hỗ trợ dưới chi nhánh 2 Tiền Giang. Nên em lên like thế cho bạn. Em cho anh chị vô sau con mặt bông nè, bây giờ em đưa mặt hình trước nha, chứ bây giờ em chỉnh camera sau, nhiều khi cái máy nó lại đơ nữa là khổ. Mặt bông nha, cát nè, lục đại thượng nha, dòng cát nữ hoàng nha chị, rất là đẹp. Cánh cái lưỡi này màu đỏ nha, vàng, cánh vàng rất là đẹp nha, hoa cực kỳ thơm. Dòng này đồng Đài Loan, dòng Đài Loan. Dạ, Yến đang live bên Quyên. Chị Trâm Nguyễn hai cây ha, em cảm ơn chị rất là nhiều. Em bán giá 200.000 một cây thôi anh chị, hàng Đài Loan mà một lá như vậy mà dạng cát bông chùm nha. Chị nhìn một cái chùm nó rất là nhiều bông ở trên này nè. Em chốt hai cây cho chị Trâm Nguyễn ạ. Cảm ơn chị. Chị Tiến Thục lấy hai cây nữa nè. Từ từ nha, để em coi. Chị Thục trước, em chốt hai cây cho chị Thục và một cây ạ. Cảm ơn mấy anh chị. Hai cây cho chị Thục ạ. Em cảm ơn chị Thục. Em chốt hai cây cho chị Trâm. Chị Trâm Nguyễn ạ. Shop em ở 215 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Sài Gòn nha anh chị. Đây ạ, cái này là mèo đá đậu chắc chắn rồi anh chị. Đây ạ, hàng Đài Loan nha. Em chốt hai cây cho chị Trâm ạ. Em cảm ơn. 200.000 một cây thôi nha anh chị, hàng cát
Đài Loan nha. À, cát lục đại thượng cả nửa năm rồi mới bán lại dòng này à. Nửa năm rồi mới bán lại dòng này. Cây như vậy nó ra bông dạng chùm nè anh chị thấy không? Một cái chùm bông ở phía trên luôn nè. Này biết bao nhiêu là búp ở trên này nè, một chùm luôn. Thông thường nó có một lá mình ra một bông hai bông mà này là dạng cát chùm. Ha. Cát chùm hoa rất là thơm. À, cát lục lá mà bông to chứ không phải bông nhỏ đâu nha anh chị, bông to nha. Cát này 200 ngàn một cây. Dòng cát Đài Loan nha, em có biết cây thôi. 200 ngàn một cây đó chị Nguyễn Ngọc Huyền ơi, 200 ngàn một cây thôi. Rễ rất khỏe, hàng Đài Loan mà anh chị nhìn cái vớn nó trồng, người ta không có trồng quả dừa nha. Người ta trồng bằng vớn nha, hàng Đài Loan. Em đi lấy hàng Đài Loan nãy em kể chiến tích cho anh chị đó lên là cãi lộn với ông chủ người Đài Loan á, tại vì mình mua cái gì cái ổng cưng quá ổng không bán. Xách xuống ổng xách lên. Em chốt một cây cho anh Lưu Phạm nha, cảm ơn anh Lưu Phạm rất là nhiều. Cách lục đại thượng nha. Đó anh chị nhìn ra cái này cũng đang có một chùm mà đang tượng búp nha. À, một cây này 200 ngàn thôi anh chị. À, còn vài cây anh chị nào có chốt thì chốt. Cái này đúng là trước Tết là cách, nói chung là cách đây khoảng 6 tháng lại bán 250 ngàn một cây đó anh chị. Em chốt một cây cho chị Nguyễn Thị Kiều Loan ạ. À. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Kiều Loan, 200 ngàn một cây nha anh chị. 200 ngàn thôi. Đó, là bán như là cách Thái luôn rồi. Này là bán giá rất là mềm luôn. Đây là búp đậu hết rồi nha anh chị. Này là những hàng đã đậu búp rồi. Cái này 200 ngàn, ai có chốt thì chốt. À, anh chị khách mới nhắn riêng cái địa chỉ giùm em, chị Kiều Loan khách cũ nè, mới gọi điện thì chiều báo phí nè. À, cái này 200 ngàn, ai có chốt giùm em chốt nha. Rễ nè, rễ rất là khỏe anh chị. Ha, trồng vớn không phải vớ dừa đâu nha, cái này 200 ngàn. Tiếng Trung, giờ tuổi này học hết nổi rồi. Lên lấy ổng đâu mình bóc mấy cây mini đồng phong phú ổng để giải rất là đẹp vô cái lựa, tại vì mình đi hàng mình lựa không mà nên chị lựa xong cái để xuống không để lên, lựa được 50 chậu không bóc lên, ổng đi xe lên ổng bóc lên ổng lầm bầm mà đâu có biết cái tiếng gì. Tới hồi bà vợ mới nói là ổng không có bán đâu em, ổng để đó ổng bán 1 triệu mấy cây, 1 triệu mấy 2 triệu, ổng ra chậu lớn bán 1 triệu mấy 2 triệu á. Trời ơi, xong cuối cùng lựa được có 17 chậu và 11 chậu. Tí xíu em lên cái dòng đó thích lắm đó, mà tức mình dễ sợ, xong rồi giận tính tiền đi về luôn. Cây này 200, cây này 200 nha anh chị. À, Yến Lai ở chi nhánh 2 á, chị Trần Lai ơi, ra vô hai chỗ ủng hộ nha. Cái này em đang bán ở dòng cát, cát lục đại thượng nha, cát Đài Loan lục đại thượng. Cái này 200 ngàn, em còn vài cây nữa ha, còn 2-3 cây nữa hết rồi, ai có chốt thì chốt em nha. 200 ngàn một cây lục đại thượng nè. Lấy cái cây còn rổ lấy chị, lấy cái cây nó có nụ to to xíu. Cái này đang bông thì mình để nguyên đi, khi mà hết bông rồi hả thay ha. Đó là để cho nó đỡ ảnh hưởng tới cái bông của nó nha anh chị. Cái này 200 ngàn thôi, giá rất là mềm. Tí xíu em lên luôn cái cát kia nữa, có hai dòng cát thôi. Rồi xong em qua cái vũ nữ. Đây lên cây này cái bút to cho anh chị dễ nhìn nè, anh chị thấy không? Ở đây là dạng một chùm bông chứ không phải là một bông hai bông như là cách một lá mà một bông đâu, này dạng chùm mà cực kỳ thơm. Cái lưỡi nó màu đỏ ra rất là đẹp, cánh màu vàng bơ nó rất là đẹp nè. Đây mặt bông, tại camera em sợ em ấy phía sau cái nó là dòng cát nữ hoàng nha anh chị, lục đài thượng. Anh chị cứ sờ lên mạng là sẽ thấy cái tên của nó, nó có tên có tuổi đàng hoàng nha. Cái vườn này đúng là cái vườn người ta làm, người ta lai tạo ra xong người ta đặt tên đó nó luôn, ta làm hồ sơ đặt tên khoa học cho nó luôn. Dạ, cây có nụ hết chị Kiều Loan, những lô này là cây là em đi lựa từng cây nó có nụ hết à. Cây này 200 ngàn, có Mitunya chị Như ơi, em qua cái dòng cát xong có rồi em qua cái Mitunya ha. Mitunya có nó mấy màu mà đợt này là phân biệt được màu nha, tại vì hàng vườn người ta đã đánh từng tem hết rồi. Chị Nhân Thanh một cây nhé, cảm ơn chị. Đây ạ, à, Nhân Thanh à, nếu khách mới thì báo chị biết để chị xin địa chỉ nha. Cái đó 200 ngàn nha anh chị, 200 ngàn một cây thôi. Chào chú Văn Cư, chú Văn Cư có cái cách này chưa? Lục đại thượng này hình như trước chú hỏi con đó. Đó, mình thấy chị một chùm chưa bông chưa? Rất là đẹp. À, cây này 200 ngàn một cây. Đây em trồng bằng vớn nha, hàng Đài Loan. À, chiều chốt Yến 2 cây 40 nào một cây mà chưa có địa chỉ. À, Nguyễn Hải. Dạ, em thấy thông tin của chị gửi rồi. À, bên em đang xử lý ra cái đơn chị Nguyễn Hải, thấy Yến gửi vào group á. Dạ, để sáng em coi lại, nếu mà đơn đó chưa có chị cứ mua để em gặp đơn. Nên các bạn chưa báo phí cho chị, tức là sót đơn của chị, có thông tin của chị rồi thì ngày mai em sẽ gửi cái đơn này. Chị mua luôn tối nay đi, mai em gặp hai đơn em gửi chung luôn.
Cây này cát Đài Loan, cát La Gia Đài Loan ha. Tên là Lục Đại Thượng nha anh chị. Cát Lục Đại Thượng, hôm nay em về hai dòng cát cho anh chị, hàng Đài Loan hết. Chuẩn Đài Loan luôn nha. Nếu anh chị chứng minh nó hàng Thái thì em đền luôn gấp đôi luôn. Thật sự đây là hàng Đài Loan, tại vì đi tiêu cãi nhau tới ổng mà. Ổng là người like ra, ổng đặt tên nó rất giỏi. Ổng rất giỏi mà rất là yêu Lan. Rất là cãi lộn chứ, và cãi lộn mà thấy khâm phục ổng, thì ổng tạo ra một cái cây trong nó quá đẹp nên là ổng không có nỡ bán. Bán phải đáng đồng tiền, bán cây phải triệu mấy, 2 triệu mới bán, còn bác sĩ mình để về bán lại đâu có được nhiều đâu, không có chịu bán đâu. Cái này 200.000 nha anh chị, ai có chốt em 200 nha. Bên em bán hàng không bao ship nha anh chị Nhân Thanh ơi. Bán hàng cũng 4 năm nay rồi là không có bao ship. Nên giá em đưa ra hợp lý, không nâng giá lên để bao ship. Đó là cái tiêu chí của bên em ha, bên shop em ha. Rồi em cho mặt bông luôn nha chị Ngọc Nguyễn Thị, chị Ngọc bông. Tất cả cây này là hàng có bông hết nha. Đây là mặt bông ạ. Đây là dòng cát nữ hoàng nha. Nó được rực rỡ, để rõ cho anh chị xem nè. Vài cây cho anh chị tranh thủ chốt nè. Em bán tầm 6 tháng trước không có bán, bây giờ mới bán lại. Hôm trước bán 250 một cây, 250. Nãy trúng mãi tính bán 220 đó, nhưng mà do rớt rồi vô lại, sợ anh chị đi mất tiêu cho nên bán giá 200 luôn. Coi như là không có còn lãi gì nhiều được hết đó anh chị ha. Cây này 200.000 nha, mặt bông. Chị Ngọc có tầm cái này chưa? Nếu coi chưa có thì tầm em chốt một cây cho chị Ngọc Thúy nha. Cảm ơn chị Ngọc Thúy rất là nhiều. À không, xíu không quả gì. Cảm ơn cô Hương. Vườn em bán tiêu chí như vậy cho đỡ phải phiền thế này thế kia. Và thống nhất là không có bao ship. Anh chị mua đơn hàng 1 triệu thì em có tặng kèm phân ha. Đơn hàng cao thì mình có được tặng quà phân thôi. Lên một nước TC từ từ đi, từ từ. Mới vô live mà, còn sớm mà. Từ từ chứ em lên em lên cát này xong mới có cát mini Đình Phong Phú nữa. Thơm, rất là thơm luôn. Đúng rồi chị Thanh Nguyễn, chắc là trước đó chị có mua tầm rồi đó. Bông to chị, bông dạng bông chùm. To tương đối thôi chứ không phải là to chà bá như cái kia nha. Thì em nói rõ, nhưng mà nó là dạng cát chùm. Nè mà anh chị nhìn cái bông nó, cái này phải biết bao nhiêu búp ở trong này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn 7, 8 bông búp ở trong cái này nè, 7, 8 búp, 9, 10 búp ở trong này nè, dạng cách chùm á. Hồi nãy em đưa mặt bông nó là cách chùm á, cà cách Đài Loan nha. 200.000 một cây nha, cây rất là khỏe, rất là khỏe. Anh Hiếu gọi. Thầy ca gọi nè. Cái Ngọc Thúy chị còn có thông tin không? Em có một cây này nó bông to, nhưng mà vận chuyển chắc nó bị hư bứt rồi. Đây, có cái bứt này to nhất nè. Chị có lấy thì lấy nha, cây này 200.000. Anh chị nào có chốt thì chốt 200.000 giùm em nha. Còn vài cây nữa hả? Cát Lục Đại Thượng, cá La Gia Đài Loan, hàng Đài Loan nha. 200.000 một cây. Chào chị Ánh Nguyệt, chào chị Hứa Thu Hà. 200.000 một cây. Cây một lùm rễ rất là khỏe, quả bám đầy chất trồng luôn anh chị. Đây là họ trồng bằng vớn nha, hàng Đài Loan nha. Rồi xong cái em lên cái cát mini Đình Phong Phú có tầm đúng 10 chậu. Anh chị nào chốt được chốt nha. À chị Ngọc Thúy, em lạc thông tin của chị rồi, chị cho thông tin giùm em nha. Dạ, chị Hồng Thấm, em lấy cây này cho chị Hồng Thấm nè. Cây này là nụ to nhất trong đám, em lấy cây này cho chị nha. 200.000 một cây anh chị. 200.000 một cây cát đây thôi, 200.000. Cảm ơn anh chị. Cây này là cây đó không có số. Chưa chốt. Cây này thì lùm hơn. Búp thì còn nhỏ nha, cũng một chùm hết à. Nên anh chị, cái này 200, còn cái này 200 là ai có ngắm nghía thì ngắm. Cát Lục Đại Thượng nha. 200.000 một cây. Chào cô Trần Loan, con chào cô. Xong em lên cái mini Đình Phong Phú nha chị. 200.000 một cây nha, rất là đẹp. Rễ khỏe, rễ khỏe ra tới đây luôn nè anh chị. Này ra chậu lớn. Cái nhảy con, họ cứ lên mầm vậy là nó sẽ ra bông trên này nữa. Cái những cái thân nào mà chưa ra bông một lần nó sẽ ra bông. Cái này nó còn cái thân này đủ ra bông nữa nè. Cái này đủ, thân này đủ sức ra bông, thân này cũng đủ sức ra bông nữa. Cái này là chưa có ra bông hết trơn. Ngọc Thúy lấy cây lùm hả? À, cây lùm thì nó búp hơi nhỏ nhỏ nha. Hồi nãy chị nói búp to đó. Nếu mà chị ok cây này thì em đổi cây số 2 cho chị. Cây kia hồi nãy chị lấy là cây số 1. Cát nhầm Đài Loan, chị cát Lục Đại Thượng á chị Kim Hoàng ơi.
em cho chị coi mặt bông của nó nè. Chị lấy cây số 2 hay là cây số 1? Cây số 2 thì cái thân nó lùm nhưng mà búp nó nhỏ. Còn cây số 1 hồi nãy là búp to, à, thân thì nó ít hơn xíu. Đổi cây cầm, ok chị, em đổi cái này cho chị nha. À, em cho chị Kim Hoàng coi mặt bông nè. Tại vì em đang cái camera sau nó bị gì á, cho nên em để phía này nha. Cát lục đại thượng, đây là dòng cát nữ hoàng đó, nhiều gọi đó thuộc dòng cát nữ hoàng, là rất là mùi thơm, rất là thơm luôn nha. Cái này to chứ không phải là dạng bông nhỏ, nó không phải dạng mini nha anh chị. Nhìn cái bông anh chị thấy nhìn nó to chưa, rất là to nha. Đó, anh chị nhìn với so với cái cuốn bông nè, cái này nó rất là to. Dạ ok, em lấy cây số 2 cho chị rồi. Dạ anh Đặng Thái nha, 200.000 một cây nha. Em còn vài cây, ai chị có chốt thì chốt, em lên cái mini Định Phân Phú cho chị. 200.000 một cây, 200.000 một cây nha. Đây, đây búp to, em còn cây búp to. À, đổi cây nụ lớn cho em đi. Chị Trâm Nguyễn lấy cây lớn hả? Ok chị, lấy cây Trâm lớn cho chị Trâm Nguyễn. Đổi cho chị Trâm Nguyễn cây lớn. Để bên này đi chị, có chào trong khi chờ em lên hết chứ. 200.000. Ở trang mạng thì bao lâu mới gửi đến chị? Thường à, hôm nay em like thì tối ngày mai là sẽ gửi hàng cho mấy anh chị. Tối mai thì trang bàn thì thông thường 1 tới 3 ngày tới. Nhưng mà mình gửi là gửi tiết kiệm, cho nên là cước thấp, cho nên nói chung hàng đi không quá 5 ngày. Nếu mà đơn hàng sau 5 ngày thì anh chị kiểm tra hàng kỹ, thấy không ổn thì cứ việc từ chối. Đó là quy định gửi hàng bên em là không quá 5 ngày. Nếu mà hàng bay thì đi 2-3 ngày, cước nó sẽ cao hơn với miền Bắc. Còn miền Nam mình thì tầm khoảng tầm 2-3 ngày là tới rồi anh chị ha. Cây này 200.000 thôi nha chị. Một chùm nó có búp to và một chùm lít nhít ở đây là quá trời nhiều luôn nè. Bông rất là nhiều. Cây này 200.000. À, cho hai cây lớn đi chị. Chị Phạm Mai Dung, em cảm ơn chị Phạm Mai Dung. Em lấy một cây cho chị nha. Một cây. Cái cánh nhìn kỹ để mấy cái đường tiến đạm. Nếu mà đang tập cho chớp hả? Hai cây chị Dung ạ, à, hai cây nha chị Dung. Này là chắc chắn đậu hết rồi nha, đã tượng búp hết rồi nên anh chị yên tâm ha. Vũ nữ là em về được cái Mitunya, tí xíu em lên cho anh chị. Mitunya có mấy màu. Cảm ơn chị Phạm Mai Dung. 200.000 một cây nha. Số mấy ghi số luôn nha. Em còn à, hết rồi, còn 3-4 cây nữa hết rồi. 200.000 một cây nha. Ngày thứ 3 nhận được, đúng rồi, thường khoảng đó. Dạ, cảm ơn chị. Đây. Cây này, một búp, hai búp, ba búp, bốn búp, nó còn ở đây, nó chưa bung nữa, nên là trước mắt là phải từ bốn búp trở lên nha. Cây này 200.000, chào anh Trung Lê. À, cát mini lục đại thượng nè, anh Trung Lê em đang bán dòng này. Đây, thân này lên rồi nè, nó cho bông rồi nè anh chị. Đó, thân này đã cho bông rồi nè nha. Rồi thân này cho bông, thân này đang lên nữa nè. Mầm con đang lên nữa nè. Cây này 200.000 một cây. Anh chị nào có chốt thì chốt em nha, cho anh chị vô sau coi cái mặt bông. Xong cái hôm qua, nhanh qua cái dòng vũ nữ em chưa lên cái nào hết, mới lên có cát lục đại thượng thôi anh chị, xong cát mini Định Phong Phú nữa, tí xíu em lên cát lục đại thượng nha. Mặt bông rất là đẹp, cực kỳ thơm nha, rất thơm, nở một bông ra là thơm nguyên khu ở chỗ ngồi bán like luôn anh chị, rất là thơm. À, chiều có cây nở bông mà chú kia lấy rồi nên không biết giữ lại cho anh chị coi mặt bông thực tế được, chú kia chú lấy mất rồi, mới nở con bông còn chùm bông phía trên là chú lấy mất rồi. Cái này 200.000, ai có lấy thì lấy giùm em nha. Chào chị Nhi Nhi. Cái này là cát Đài Loan lục đài thượng ha. Rồi xong lên cái mini Đình Phong Vũ. Em nói cái này rất đẹp nha, tranh thủ chốt được chốt nha. Chào cô Nga Trương. Mini Đình Phong Vũ giá em vẫn để giá bằng trước Tết, tầm 4-5 tháng trước Tết đó. Tại vì cái này là em đi lần là hai cái màu này về chung một đợt là lấy cùng một phường, cho nên là giá thì vẫn không có đổi. 500.000 một chậu, 500.000 một chậu. Em lấy 50 mấy chậu anh chị, nhưng mà ổng giữ lại ba mấy chậu để xuống để mình chọn, ổng lại bóc lên. Cuối cùng là tính tiền có 10 mấy chậu thôi, dẫn bỏ về luôn. Rất là đẹp nha, cực kỳ thơm ha. Một lùm nha. Lùm rất là đẹp, 500.000, có tầm 10 chậu thôi, ai nhanh tay thì chốt nha. Đang có bông, đang có mèo.
cái này mèo là chắc chắn đậu đó anh chị, mèo này rất là dễ đậu. Chị Trúc Nguyễn chuyên tầm bữa này giờ chị đâu mất tiêu rồi, không chỉ lên là chị sẽ chốt. Chị hỏi em vòng này rất là hoài, hôm bữa là bán cái hàng sale mà nó không còn cái gì hết mà chị vẫn lấy về đó. Chậu to, chậu này chắc kích cỡ tầm 3 mấy anh chị, 35. Quân tử vài hôm nữa sẽ có quân tử. Em chốt chị Trâm Nguyễn chậu này nha, có tầm 10 chậu, anh chị nào nhanh tay thì chốt nha. Rồi xong rồi hết á. Ông chủ ông nói ông sang ra chậu lớn bán 2 triệu đồng. Tôi bán 2 triệu. Tại vì tôi bán cô đó là cãi lộn đó. Em chốt chị Trâm Nguyễn. 2 chậu to có 2 màu không? Nó màu cam, lô này màu cam. Nó có cái lưỡi, con chậu có cái lưỡi. Có, em lấy cho chị 2 cây có 2 màu nha. Chị Phạm Mai Dung 2 cây có 2 màu. Màu ở đây nó khác tí xíu là cái lưỡi nha. Cái lưỡi kia nó đắt tiền hơn đó, nhưng mà thôi em cũng tính chị luôn cùng một giá nha. Dạ từ từ em chốt cho chị Phạm Mai Dung 2 chậu. Em chốt một này cho chị Phạm Mai Dung một chậu nè, màu cam, lưỡi cam luôn nha, một cây. Có cái lưỡi nó khác, cái lưỡi rất là thơm anh chị, rất thơm luôn. Cái này đắt lắm nè, mà em vẫn tính cho chị 200 luôn nè. Chốt cho chị Phạm Mai Dung, cảm ơn chị rất là nhiều. 2 cây, 2 màu. Chị Loan Nguyễn Bích một chậu. Loan Nguyễn Bích chờ xíu nha, chờ em xíu, chị còn mấy chậu. Lấy lên đi. Em chốt chị Loan Nguyễn Bích một chậu, một lùm luôn nha chị, nào cũng một lùm hết nha chị. Tài sang rào bán triệu, tôi bán 2 triệu tội vì tôi bán cho cô. Xong rồi ông lấy 50 mấy chậu luôn, ông giữ lại hết trơn, em còn có 10 mấy chậu à. Rồi tặng cho chị kia chậu nữa, quá đẹp nè, búp không nha. Em chốt cho chị Loan Nguyễn Bích em cảm ơn chị Loan Nguyễn Bích. Chốt cho chị Kim Tê Hy một chậu nữa nè. Kim Tê Hy một chậu. Kim Tê Hy, cái chậu này em bóc ngẫu nhiên nè, nó có cái lưỡi nha, đẹp nha. Con không có bán tăng giá anh chị, tại vì giá mình nhập cũng hợp lý, em không có nâng giá. Chị cô Trúc Hiếu một chậu cá to. Cô Trúc Hiếu, ôi ôi một lần luôn cô Trúc Hiếu ơi. Em theo bình luận thứ tự từ trên xuống nha, cô Trúc Hiếu đẹp lắm đó cô. Dạ. Dạ em gửi cô nha. Còn búp, còn mèo, búp mèo nhiều lắm. Chị Nguyễn Lai hai chậu. Gần hết rồi. 2 chậu nữa. Dán luôn đi em ghi, dán luôn đi bé, thông tin ghi sao. Giờ không có thông tin ghi sao. Chờ xíu nha, tại vì có em like cho nên là không có dự phòng nhân viên nhiều, để lại có 2 bạn hỗ trợ thôi. Tại vì biết rằng mình cái lực mình không có bằng các bạn. Em lấy 2 chậu cho chị Nguyễn Lai. Hình như hai cái này là em thấy sẽ ra 2 màu khác, tại cái này nó chưa nở nha, chưa nở. Cái nhìn cái kiểu lá này là một màu ha. Còn búp còn nhiều lắm, chị Nguyễn Lai một chậu. Chậu này nữa, cái lá kiểu khác nữa, nhưng mà cái này nó nở rồi, màu cam lưỡi luôn nha, lưỡi khác nè đó. Em chốt 2 chậu cho chị Nguyễn Lai, em cảm ơn chị Nguyễn Lai. Nguyễn Lai cho mình lưỡi đỏ nha. Không em qua rồi. Chị Kiều Loan cho chị một chậu khác màu, thua rồi, bây giờ không biết sao lựa, còn có mấy chậu à. Chị Kiều Loan thêm một chậu nữa hay sao chị ơi, bây giờ em không có lựa màu được, còn có mấy chậu nữa hả? Giờ chị Ngọc Nguyễn Thị một chậu, 500.000 một chậu nha anh chị, quá cho rẻ luôn. 500.000 em chốt cho chị này, chưa có búp hết rồi nha đó. Để chốt cho chị Ngọc Nguyễn Thị. Nguyễn Minh Huyền một chậu cam. Còn nữa không? Hết rồi, chậu cuối cùng em chốt tới Nguyễn Minh Huyền là hết rồi. Không đổi gì được nha anh chị. Giờ có em nói ít lắm. Nguyễn Minh Huyền, chậu này chốt rồi. Còn chậu cuối cùng. Hết rồi anh chị, 500.000. Hết rồi. Em chốt cho Nguyễn Minh Huyền là hết rồi, anh chị thông cảm giùm em nha. Để mai nếu có ai xả đơn thì em sẽ giữ đơn tiếp cho mấy anh chị, chứ hiện tại là hết rồi. Xong rồi em lướt qua, em xin phép lướt qua nha, hết rồi nha.
cứ theo thứ tự vậy chị ơi, bây giờ không có cây để đổi nữa, hết rồi chị Ngọc ơi. Cây của chị là có búp, nó bung búp rồi, lưỡi mèo nó đã rắc ra rồi, nó bung búp rồi nha. Rồi bắt đầu em lên cái này là cái chị Nguyễn Minh Huyền nè. Nguyễn Minh Huyền là cái chậu cuối cùng. Nguyễn Minh Huyền là chậu cuối cùng. Rồi hết rồi đó, xong. Có hai bạn chạy cây à. Em quay lại cái cát Lục Đại Thượng trong khi chờ cái vũ nữ nha. Anh chị vô sao chưa coi được cái cát Laya Lục Đại Thượng cực kỳ thơm luôn ha. Không thua gì cái mini Đình Phong Phú đâu. Mình đầu mà không chốt. Chị đòi lưỡi em không có lưỡi, chị Ngọc Thí. Để chị Ngọc Thí có được cái chậu không vậy? Đây em cho anh chị coi mặt sau của Lục Đại Thượng nha. Cây à, đây là mặt bông của Lục Đại Thượng. Chào cô Trương Ngọc Liên. Mới bán cát mini Định Phong Phú có được 11 chậu là hết rồi. Mini chậu của chị đều có hoa hết chị, nhưng mà là búp nhỏ, chưa có bung bông lên ha. Còn nếu chị không lấy cây đó, em lấy cái tặng là em chia chị cho chị kia à. Cây nào cũng có bông hết á. Dạ, chờ xíu vũ nữ các bạn đang soạn ra. Cái này là cát Lục Đại Thượng nha anh chị. Cây này 200.000 một cây, đang có bông luôn. Hàng có bông hết nha, bán hàng có bông, không có bán hàng lá nha. 500.000, cái này là 200.000 một chậu. Chào cô Liên. Dạ, con chào cô Liên. Đây. Dạ. 200.000 một chậu nha. Nếu mà anh chị mua tầm 5-6 tháng trước năm ngoái á, là giá là 250.000 một chậu này. Em bán ngay hôm nay giá 200.000 một cây. 200.000 một cây cắt Lục Đại Thượng ha. Còn vài cây thôi. Các anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Còn vài cây. Xong lên vũ nữ cho. Lấy cây vũ nữ lên giùm chị. Vũ nữ Min Tô Nha. Mật mã là gì vậy? Dạ ok chị, em xả cái đó em chốt cho chị Ngọc Thí nha. Nãy em xót cái bình luận của chị, của chị Thí. Xả chị Ngọc Nguyễn Thị chốt cho chị Thí. Em chốt chậu đó cho chị Thí nha. Có gì mai em chụp hình lại cho chị Thí nha chị Thí. Chị Ngọc Nguyễn Thị xả chậu đó. Quá trời anh chị phía sau luôn. Em chốt chậu đó cho chị Ngọc Thí. Chốt cây cát cho Lục Đại Thượng cho anh Thành Lê à. Em cảm ơn chị Ngọc Nguyễn Thị. Xả chốt cho chị Ngọc Thí. Em chốt cho Thành Lê số mấy? Nguyễn Phương Toàn một cây Lục Đại Thượng. Một cây Lục Đại Thượng cho Nguyễn Phương Toàn 200.000 một cây à. Cảm ơn mấy anh chị. May quá có chị kia xả nên em đỡ ái nái với chị. Dạ, cảm ơn mấy anh chị nha. Đây, em chốt cho Nguyễn Phương Toàn à. Cảm ơn mấy anh chị. Còn vài cây nữa. Em lên một cây khác. Cây rất là khỏe, rất là đẹp nha. Hàng Đài Loan á anh chị, cát Lục Đại Thượng 200.000. Chị Khương Đình xã xem hoa cát. Đây ạ. Có nụ hết nha, tất cả hàng mình có nụ hết nha anh chị. Em nay đầu like tới giờ em bán nãy giờ hàng có nụ hết nha. Cát Lục Đại Thượng nha. Để camera sau thì nhìn nó xuất sắc hơn, nhưng mà do em camera em bị lỗi hồi nãy em chỉnh cái nó bị đơ cái máy luôn. 200.000 một cây. Lục Đại Thượng, chào chị Mai Nguyễn, chào anh Hùng Nguyễn nha. 200.000 một cây, cát Lục Đại Thượng nha. 200.000 một cây. Chết chị chủ. Thôi, đừng có cho cát em, chốt em rồi ai bán lan cho anh chị. Cái này ở bên trong là đã búp hết rồi nha anh chị. Nó chuẩn bị nó rách cái mèo ra là nó chui cái búp ra đó. 200.000 một cây, ai chốt thì chốt giùm em nha. Còn đúng 3 chậu nữa hết rồi. Lục Đại Thượng, cát Lục Đại Thượng. Lên Mitonia cho chị đi. Lên theo màu. Nó có ghi màu đúng không? À, từ từ lên lên Mito nha, chờ em xíu. Chào chị Hoài Thương. Đây cái rổ đây. Đây đây, qua đây nè. Còn Lục Đại Thượng ai có chốt thì chốt em nha. Còn có đúng 3 cây nữa hết rồi. 200.000 một cây cát Lục Đại Thượng. Dòng cát chùm mông to, rất là thơm nha, cực kỳ thơm. Hàng Đài Loan hết nha anh chị. Em về được có hai loại này thôi. Đi ngàn dặm xa xăm mới lấy được nhiều đó. Em lấy nhiều lắm mà ông chỗ không bán. Lấy chậu xong rồi ổng xách lên, ổng kêu ổng để ra chậu lớn ổng bán nhiều tiền hơn. Cái chậu Đình Phong Phú ổng bán 2 triệu.
em lên Mitoya cái màu đầu tiên gọi là Đình Phong đó, thấy chưa? Chị Trúc Nguyễn biết là chị Trúc Nguyễn có, là chị Trúc Nguyễn mua rồi, em mới chốt hết rồi. Chị Trúc Nguyễn ơi, vô trễ rồi, không nhắn tin cho em để dành. Xin lỗi chị nha, em bán rồi chị Trúc Nguyễn ơi, hết rồi. Em chốt cho Bobby một cây lục đại thượng à, cảm ơn Bobby. À, em lên một cây khác cho anh chị ngắm nghía nó rồi quyết định sau, xong cái em lên cái Mitoya. Đây, cây này một lùm luôn. Mèo này khô là ở trong búp nó sẽ chui ra nha. Trời ơi, đi hết pin, thấy chưa? Có nãy có 11 chậu mà chốt quá trời, em chốt không kịp luôn. Dạ, dạ cô. Đây ạ. À, 200 ngàn một cây lục đại thượng nha anh chị, em cho anh chị vô sao cơ mặt bông. Không dặn em nhớ là chị có hỏi đó, là lúc trước chị có lấy một cái cây sale đó. Mà nên em không biết là chị có muốn lấy nữa không, nên lại không có giữ lại cho chị. Lục đại thượng nha. 200 ngàn một cây cát lục Đài Loan nha anh chị, hàng Đài Loan, hàng tem, hàng Đài Loan đàng hoàng, nó có tên, nó tuổi hết. Cái này cái vườn người ta lai tạo ra, người ta làm hồ sơ khoa học xin cái tên đó anh chị. Nói chung là chuẩn. Cây này 200 ngàn ai có chốt ạ? À, Bobby hồi nãy em mới chốt một cây rồi, mình muốn chốt nữa hay là chỉ lấy một cây thôi, hồi nãy mới chốt một cây rồi. Cái chốt một cây lục đại thượng 200 ngàn, chốt cho Bibo rồi, có chốt rồi ạ. À, anh chị nào có chốt thì chốt, em còn hai cây nữa hết nha. Lục đại thượng còn hai cây nữa là hết luôn. Chơi game lâu rồi anh Hào ơi, bây giờ chín giờ mấy rồi, game gì nữa. Hai, đây, búp nó đang chui anh chị thấy không, mèo khô bắt đầu nó chui búp ra nè. Một chùm bông đây nè, 200 ngàn một cây này nha. Chào chị Trung Mỹ Vân, chào anh Sơn Trần Thanh, 200 ngàn. À ok, một cây rồi, nãy em đưa anh một cây, còn đúng hai cây nữa nha anh chị, 200 ngàn một cây. Rồi, anh lên Mitoya. Không sao, đợi lần sau. Rồi em nhớ rồi, lần sau đi chắc phải tầm mai 3 tháng nữa. Em kể chị, nãy chị vô chị chưa nghe em kể là em đi lấy tới 50 mấy chậu đó lần đó chị. Em bóc xuống cái ông người Đài Loan, ông đi sao á, ông nói cái gì xì xùm xùm á, em đâu có biết. Xong rồi em thấy ông xách lên, em để xuống cái ông xách lên. Xong cái hồi tới bà vợ nói là ông không bán đó em. Ông nói cái đó ông ra chậu, ông bán 2 triệu chậu đó. Xong em cùng có mười mấy chậu à, lấy được có 11 chậu à, em giận em về luôn. Kêu bán giữ lại, mình lấy 50 mấy chậu mà ông giữ, ông rút lại hết trơn. Ông kêu ông ra chậu bán 2 triệu chậu. Bà vợ thì lỡ nói rồi nên bà vợ bán được có mười mấy chậu. Lục đại thượng nha, xong lên cái Mitoya. Mitoya đầu tiên nó có tên màu hạt dẻ, em có nhiều màu lắm. Một cây đỏ, một cây trắng. À, Mitoya em bán giá là một, mình trước là em bán 280 một cây, hôm nay em bán 180 ngàn một cây thôi. 180 ngàn một cây Mitoya nha. Em cho anh chị coi cái mặt bông. Đợi em xíu nha, em lấy cái mặt bông ra cái. Nó có theo màu. Cãi lộn á chị, em cãi lộn. Cũng ít đi cãi lộn người ta lắm. Tại vì mình cãi không có lãi không có lại. Nói không có nhiều, tức thôi chứ còn cãi không lại. Xong giận bỏ về. Thấy được có mười mấy cây với được hai mấy cây. Lục đại thượng đi từ Bảo Lộc mà dòng lên Tú Đà Lạt. Lấy được có nhiêu đó. Rồi, đợi xíu em lấy cái mặt bông của Mitoya. chờ em xíu, chờ em xíu. Mitoya. Chờ xíu nha, nó hơi chậm tí xíu, nó có tên màu hạt dẻ nha. Màu này là màu Mitoya hạt dẻ nha anh chị. Đây, đây một màu hạt dẻ hồi nãy chị gì? Không. Đi buôn lan học hết nổi rồi chị ơi, giờ nó đơ rồi. Vũ nữ một cây đỏ, một cây trắng. Chị Trâm Nguyễn em nhớ rồi, tí xíu em lên tới đỏ em trắng em để cho chị. Cây này nha, màu nó cũng tông màu đỏ nhưng mà cái lưỡi này nó kẻ kẻ này nè, nó gọi là cái này làm hạt dẻ. Còn nhiều màu đó em lên từng cái em giới thiệu từng cái đi, để hồi em rối lộn màu. Thì mình chưa bán chưa quen á, cái này 180 ngàn nha. Anh chị có chốt thì chốt em 180 ngàn em lên màu mọc dẻ. Mà hạt dẻ. Không có thẻ đâu, nó có viền đỏ. Đây, cô
Trương Ngọc Liên, à, một cây ạ, nụ lớn ạ. Cảm ơn cô. Chị Trâm, bây giờ em lấy trước cho chị Trâm một cái màu hạt dẻ nha, đó là tông đỏ ha. Một tông đỏ chị Trâm một cây nè. Nó hôm trước em lấy về có một thân nè anh chị, 280.000 này về mấy thân luôn á. Em lấy một cây cho chị Trâm trước, rồi tí xíu màu trắng em để thêm chị Trâm một cây nữa nha. À, chị Hồng Thấm một cây 180.000 một cây nha, nhắn cái giá cho em chị nha. Một cây cho chị Hồng Thấm. Tầm giống đi anh chị, tầm giống đi, không có giống đâu. À, tầm giống chị Trâm. Chị Trâm ba chậu luôn hả? Chị Trâm rồi, giờ tới chị Hồng Thấm một chậu nè. Chị Trâm Nguyễn ba chậu ba màu, ok chị, em nhớ rồi. Chị Thanh Trúc một cây. Chốt một cây cho chị Thanh Trúc nè. Em kiếm cái nụ nó đâu, phải có nụ chứ ta. Từ nha, từ từ nha. Chị Thanh Trúc một cây, em chốt một cây cho chị Thanh Trúc ạ. Thanh Trúc. À, chị Nguyễn Sơn Tuyết Hồng một cây ạ. Nguyễn Sơn Tuyết Hồng một cây. Nguyễn Sơn Tuyết Hồng. Nguyễn Sơn Tuyết Hồng là cái này. Thanh Trúc là cái này. 27. Chị Hà Trân một cây có nụ. Chị Hà Trân cái nào cũng có nụ hết nha chị, em bán 180.000 rất là rẻ luôn. Min tu nha. Anh chị kiếm không có giống đâu, đắt lắm. À, chị Hà Trân. Không phải, cái đó là của Nguyễn Sơn Tuyết Hồng. Chị Hà Trân nè. Em ghi tên đi, nó không nhớ nữa tên. Ghi Hà Trân dán ở đây đi. Chị Lý Thị Kim Hoàng một cây nụ to. Cái màu này còn nữa không vậy? Nói chung là nó. Kêu Hậu với bạn nào ra phụ một chút đi Lộc. Ra đây phụ một chút đi Lộc. Không phải là chị. Chị kia mới phân màu, có ghi hạt dẻ nè. À, chị Lý Thị Kim Hoàng một cây. Nụ dày nha chị Hoàng ơi, nó thêm dày nha. Chị Kiều Loan một cây hạt dẻ. Chị Kiều Loan. Kiều Loan một cây hạt dẻ. Ghi tên đi. Chị này là chị Lý Thị Kim Hoàng. Chị này chị Kiều Loan. Số 4. Chị Hoa Lượng một cây nụ to. Tương bối thôi chị ơi, bây giờ nó hết rồi. Còn cái khay nào, bưng cái khay lên chị. Chờ em xíu nha, tại vì thiếu người. Đang điều động thêm. Chờ em lấy cho chị Hoa Lượng. Hoa Lượng, còn không bưng lên chị. Hết nụ lớn rồi, còn nụ nhỏ nha. Còn nụ nhỏ nha, mặt hạt dẻ. Nụ nhỏ nha, em chốt cho chị Hoa Lượng một cây ạ. À. Hoa Lượng một cây. Hoa Lượng. Phương Anh Lê một cây. 30. Phương Anh Lê một cây ạ. À. Phương Anh Lê. Ủa chưa khui hết hả? Cái này viền đỏ. À, Phương Anh Ly. Phương Anh viết liền với nhau. Phương Anh Ly. Phương Anh Ly. Rồi chị Du Kỳ Lâm một cây ạ. À. Du Kỳ Lâm một cây. Em còn hai cây hạt dẻ nữa. Hà Trần một cây nụ. Chị Hà Trần một cây ạ. À. Du Kỳ Lâm. Y dài, chữ y dài. U. Du Kỳ Lâm. Rồi Hà Trân, bé mới ghi sổ cũng mới. À, xin chị thông cảm nha, hơi chậm xíu. Chị Hà Trân một cây ạ. À. 28. Chị một cây gộp đơn, chị Nguyễn Phương Toàn hồi nãy có rồi phải. Coi chị Nguyễn Phương Toàn có chưa? Nguyễn Phương Toàn chưa. Chưa, chị Nguyễn Phương Toàn một cây ạ. À. 21. Không, vào cái này viền đỏ. Viền đỏ. Thôi xin lỗi nha, hạt em đang nợ chị Nguyễn Phương Toàn một cái mà hạt dẻ. Giờ nó có cái viền đỏ. Có cây viền đỏ nha, viền đỏ thì nó ít hơn hơn hạt dẻ. À, hạt dẻ tới tạm đây là hết rồi. Hết rồi anh chị ơi. Hạt dẻ chưa khui luôn hả?
5 kg không? Tại vì cái petunia nó cắt tùm lum thùng hết, thùng kia cua hai thùng rồi đó. Em bưng cái màu khác thì chị bán cho vàng, còn không có ra hàng nữa. Bưng cái petunia ra. Lên màu khác nha chị, lên màu gì ra màu đó, tí xíu nếu mà ra hạt dẻ nữa thì em chốt tiếp nha. À, ghi tiếp cho chị. Chị Thiên Lê một cây hạt dẻ tự chọn. Em chốt dư nha, hạt dẻ tại vì để tùm lum hết tới mấy chục cây lận hết. Không phải petunia. Tiên mi một cây tự chọn. 3 4. Một cây tự chọn. Dạ. Chị Huyền Nguyễn một cây hạt dẻ tự chọn. Huyền Nguyễn. Em ghi di tắt cái chút rừng một mò lâu quá bé ơi. Huyền Nguyễn một cây tự chọn. Em chốt dư nha anh chị. Thu Hoàng một cây. Thu Hoàng. Nguyễn Sơn Tiết Hồng xả cây hạt dẻ. Cái nào cũng có vòi bông hết nha anh chị. Có nào cũng có vòi hết, mà có cái thì nó búp nó tượng rồi, còn cái nó vòi đang lên. Nếu mà chị quyết định xả thì em sẽ lấy cái đó em để cho người khác. 27 chuyển qua B6. Có chị Nguyễn Phương Toàn có chị chốt cho chị một cây đó. Có chốt cho chị Phương Toàn một cây rồi ạ. À. Em có chốt rồi. Rồi xong rồi bình luận là hết rồi đó, em đọc từ rơi xuống. Có những ai chốt dư em ghi chốt dư nha. Có gì những cái đơn chốt dư, có gì mai bên em chụp hình cho anh chị. Thu Hoàng đó là cuối cùng á, được chưa? Rồi xong rồi. Em viết tắt thôi cho nó nhanh chứ viết cái nó chậm. Rồi em lên, chị Trâm Nguyễn cái cây này là cây đỡ viền. Cái này không phải petunia. Hồi nãy chị dặn phải nói em nói chưa ấy thì chị biết. Sơn Trần Thanh một cây mà không được. Rồi em ghi chú là anh Sơn Trần Thanh một cây hạt dẻ. Tại vì nó còn trong thùng á, không có người ra kịp, cho nên là em sẽ ghi chú chốt dư cho anh chị nha. Anh Sơn Trần Thanh, anh chị nào có chốt thì comment lên giùm em đi. Có bạn ghi sổ lại hết là may. Chốt đơn nó cho mình nha. À, em lên cái petunia có được hai cây màu đỏ viền. Đỏ viền nha, đỏ viền em chốt chục cây cho chị Trang Nguyễn. Hồi nãy chị dặn em hai ba cây ba màu mà mới được hai cây thôi. Đỏ viền nha. Còn hạt dẻ nha, khác nha anh chị. Đỏ viền nè. Đỏ viền nha. Đỏ viền nè, đỏ viền thì cái viền ngoài đỏ, trắng rồi tới đỏ. Còn hạt dẻ nè. Này hạt dẻ nè, này là hạt dẻ nha. Hạt dẻ này nó tia tia như hạt dẻ vậy đó. Rồi, có một cây em chốt cho chị Trâm Nguyễn. Nãy chị dặn trước rồi một cây ạ. Anh chị cứ nhấn bình luận lên giùm em sẽ chốt dư, tại vì trong thùng nhiều lắm. Em giới thiệu xong chốt dư thật khổ xăm quá. Chưa ra hàng kìa. Vi ơi, khoan vé tôi Vi bỏ Vi ra hàng phụ Vi. Bỏ đi Vi. Cô Trương Ngọc Liên một cây đỏ viền. À, chốt cô Trương Ngọc Liên một cây đỏ viền. Chị Thu Hoàng một cây đỏ viền. 180.000 đồng giá petunia hết nha anh chị. Thu Hoàng một cây. Hai chín. Thu Hoàng một cây. À, chị Lý thì Kim Hoàng một cây. B6. Chị Hồng Thấm một cây. À, em ghi tự chọn thì không có cây mà. Hồng Thấm một cây. Sao vậy bé? 180.000 một cây đó chị ơi. Petunia em đang bán 180.000 một cây. À chị không lấy cây đỏ viền à? Ok chị. Chị Kim Hoàng không lấy cây đỏ viền. 180.000 một cây nha.
chị Ngọc chuẩn thị một cây đỏ viền. Nước ở trên nó có đó. Thu Hoàng rồi. Khương Đinh một cây hạt dẻ. Anh Khương Đinh một cây hạt dẻ. Khương Đinh, em ghi đi 641. Khương Đinh, chị đọc luôn cho. Khương Đinh 641. Một cây hạt dẻ. Một 180.000 một chậu ạ. Tại vì nó đang ra cho nên là em chốt dư. Những cái đơn chốt dư thì mai em chụp hình cho chị coi nha. Bây giờ không có coi được. Nó rồi bây giờ nó ra một đống nè. Không, không ra được, bây giờ nó ra một đống. Lên cây có ai chốt dư nè. Đọc lại. Màu vàng là sao, là vũ nữ sugar chanh. Đỏ viền đây, cây đỏ viền nè. Đỏ viền nha. À, hồi nãy có mấy cây chốt dư, em đếm mấy cây em chịu coi. Cây nào cũng đều nhau hết nha chị, một cây, hai cây. Đó anh chị. Năm cây đúng không? Rồi. Đây, Thu Hoàng nè, em chốt cho Thu Hoàng nè, một cây đỏ viền nè. Thu Hoàng số máy số 36. À, cô Trương Ngọc Liên số 25, ghi đi, chị đọc luôn cho. Có rồi thì đã. Thu Hoàng 36 rồi chưa? Chị Hồng Thấm. Chị Hồng Thấm chỗ này nha, chị Hồng Thấm. Rồi em lên đi, cái đó mai em bổ sung sau. Bây giờ em lên tiếp đỏ viền nha. Đây, em lên cây đỏ gì viền này, ai có chốt thì chốt tiếp em nha. Có hết á, em chị có, tại em biết em lựa nó tới 50 mấy chậu rồi, cho nên là sẽ có cho anh chị. Nhưng mà nó chưa có ra hàng kịp á. Cây này 180.000 nha, em cho anh chị coi mặt bông của đỏ viền. Nhiều khi nó ra được bốc hai vòi luôn. Chị Kim Hoàng lấy chậu nào nhiều thân? Nhiều thân. Em lấy chậu này cho chị nha. Tôi xem cái nào nó nhiều thân. Hai củ lớn đây, hai củ lớn thôi chị, hai củ lớn. Này. Chị Kim Hoàng nha, Lý Thị Kim Hoàng. Chị Lý Thị Kim Hoàng, chậu này em chốt cho chị nha, chị Lý Thị Kim Hoàng ạ. Đỏ viền em cho anh chị coi mặt bông của đỏ viền nè. Đỏ viền nha. Lấy cái này cho cô Liên nè. Dạ, có một cây đó à. Lòng lòng tôi với hai lên cho chị vừa lòng. Đây, mặt bông của Mitonia đỏ viền nha anh chị. Đỏ viền rất là đẹp. Mitonia đỏ viền nha, 180.000 một cây. Anh chị nào có chốt thì chốt nha, em còn ít nè. À, nó có mấy màu lận, từ từ. Nó khoảng 3-4 màu. Chọn hai cây củ lớn, ok chị. Hai cây củ lớn luôn nè. Có rồi, giờ mới ra hàng, bắt đầu bán cho nó. Anh chị nhìn thấy cây cho yên tâm chốt nha. Mặt bông, em củ to nha anh chị. Em lấy cái này cho chị Ngọc Nguyễn Thị, hai cây em qua dán đi đổi cho chị ấy, chị làm cho ghi chậm đó. Không viền, đỏ viền có cái tem nó phân loại em chị nha, chứ đưa lên chị không có bán được đâu. Còn chị Ngọc Nguyễn Thị thêm một cây nữa, cái tem nó nằm lật ở dưới rồi. Đỏ viền củ to cho chị luôn nè. Chị Ngọc Nguyễn Thị ạ, cảm ơn chị. Chị Thiên My một cây nhiều thân. Hai thân là cùng nha chị. Hai thân. Em chốt cho chị Thiên My ạ. Ngọc Nguyễn Thị là hai cây, Thiên My một cây. Có vòi vòi nụ hết chị, cái nào cũng có vòi hết.
Chị Yuki Lâm xã cây hạt dẻ. B2 xã chị Hồng Thấm. Anh chị ơi chốt cố gắng đừng có đổi nha, tại em đưa tên từng cây rồi, mình coi cây rồi hả chốt nha nhá. Chứ đổi cực quá, tại vì đã không có người ra rồi, đi xách cây đi đổi cực lắm ha. Cố gắng giùm em nha. Chốt cây Mitunya đỏ viền 108, cây nhiều thân. Thường nó hai thân là nó nhiều rồi, chứ không có nhiều nữa nha, từ hai thân với một thân thì em cố gắng em lựa cho mình hai thân. Em chốt một cây cho Xuân Giang Nguyễn một cây ạ. Cảm ơn Xuân Giang Nguyễn. Này lấy giống nha anh chị, nó rất là đắt. Cây này trước em bán có một thân thôi đó. Cái này được hai thân, một số cây được hai thân nha. Còn một thân bán 280.000, bây giờ bán có 180 à, tại đi số nhiều. Em về tới 50 mấy chậu lần mà. Nên là giá rất là mềm, 180.000 nha. Em lên cây khác, chị Ân thì chị chốt chứ giờ không có đổi. Mặt bông nha anh chị, đỏ viền nha. Nãy giờ em ra hai màu mà hạt dẻ với màu đỏ viền. Đẩy cái này sát vô em đẩy đây nè. Đây ạ, mặt bông của đỏ viền 180.000 một cây nha. Xong em lên cái mặt dẻ lại, hồi nãy có cái màu hạt dẻ nữa, chờ em xíu. Mặt dẻ, hồi nãy có cái lô hạt dẻ nữa đúng không? Hạt dẻ nữa đây. Hạt dẻ khác với đỏ viền nha. Còn cái này là đỏ. Nhiều lắm. Từ từ nó ra hàng tới đâu em rơi tới đó, chứ để thôi anh chị không thấy bông. Nó kêu gọi màu nó theo cái gì đó mà người ta đặt. Theo cái gì đó. Có màu trắng nữa, từ từ. Máy em đã bị treo rồi. Hạt dẻ 180 nha anh chị, 180 nha, chờ em xíu. Nè em để cùng lúc hai cái màu bông cho anh chị coi nè, hai cái nó khác nhau ha. Đó. Cái trên gọi là cái trên là đỏ viền hay gọi là viền đỏ, còn ở dưới là màu hạt dẻ, màu này đỏ viền, màu này hạt dẻ nha. Hạt dẻ em đang bán là màu đỏ viền, màu này nha, đang bán màu đỏ viền. Chị Hà Trân lấy cái hạt dẻ, ok chị. Có hạt dẻ không? Cây hạt dẻ đây, 180.000 cây hạt dẻ. Em chốt cho chị Hà Trân cây hạt dẻ. Có hạt dẻ luôn nha anh chị, giờ ra hạt dẻ rồi. Ai lấy hạt dẻ thì lấy. Cái nào cũng có cái nét đẹp riêng của nó. Đúng rồi chị, bông rất là to. To bằng 4 cái ngón tay em mà gặp lại vậy nè. Bề ngang nó vậy nè, rất là to. Có cái hình chụp đưa cái bàn tay em vô nữa mà giờ lấy ra cực quá. Còn hạt dẻ nha, hạt dẻ cũng bằng giá 180.000 hạt dẻ. Anh chị nào có chốt hạt dẻ 180 giùm em nè. Bây giờ nó mới lôi ra một đống hạt dẻ nè. Hạt dẻ 180.000 nha, 180.000 hạt dẻ. Ai có chốt thì em thì chốt. Em bán hai màu, Mitunya hạt dẻ và Mitunya đỏ viền. Dạ, chị sưu tầm đi em qua em đi tầm đó mà, đi nguyên ngày đó. Đi từ khuya. Xong rồi về nhà cũng gần sáng. À, đi tầm cho anh chị. Tại đi rất là xa. À, cây này là rồi xem cái màu. Có màu trắng không Lộc? Có ra màu khác chưa? Có màu trắng nha, siêu cute dễ thương luôn. Trắng rất đẹp. Em lên cái màu trắng cho anh chị coi nè. Mitunya màu trắng. Màu trắng. Sơn Trần Thanh một cây, hạt dẻ lùm qua lấy. Sơn Trần Thanh em chốt cây này ạ. Cây này cho Sơn Trần Thanh. Cảm ơn anh. Trắng giờ có một cây. Có một cây trắng nha, có cây trắng nè. Cảm ơn anh Sơn và Xuân Giang Nguyễn nè, màu trắng rất là dễ thương, hồng vàng. Ha, đỏ viền một cây nữa, chờ xíu. Cây trắng này cũng đồng giá 180 nha, có một cây à. Nó tên là Mitunya Komoda. Mitunya Komoda, hàng này hàng tem nha. Tất cả các chậu dầu nhỏ hay lớn đều có tem hết.
có một cây là nên chọn, có chọn lùm được rồi. Chị Thu Hoàng em chốt cây cho chị Thu Hoàng nè, màu trắng có một cây à. Rồi đang ra màu trắng nữa, ai chốt chốt nè, nó đang ra nữa được mấy cây đó, không có nhiều ít đó, hình như em nhớ tầm khoảng 3-4 cây à. Em chốt một cây màu đỏ vàng cho Phương Đinh một cây. Chị Trâm Nguyễn lấy một cây màu trắng là đủ 3 màu cho chị nha chị yêu. Nhớ chị hồi nãy đầu tiên comment 3 cây nè, rồi màu trắng cho chị luôn. Cái này mới ra chậu nên người ta mới ra chậu lớn, mình thường nó chậu nhỏ vậy, họ mới ra chậu lớn. Rồi rễ cũng bám hết rồi nha. Chốt con này cho chị Trâm Nguyễn, cảm ơn anh chị. Em đang ra hai màu, màu đỏ viền và màu hạt dẻ. 180.000 hết. Có màu đỏ nữa, màu vàng nữa. Em nói là em sưu tầm nhưng mà nó không có nhiều, bây giờ nó nằm lẫn ở trong kia, chậu cây ra tới đâu em chốt tới đó cho anh chị. Chứ học chốt dư mai không có, nãy anh kia kêu không có bắt đền đó, đâu giờ không dám chốt dư nữa. Cái đó ít. Tới 5 màu là em tầm tới 5 màu là. Em lên cây hạt, hạt dẻ nha, hạt dẻ này luôn. 280.000. À chị Nơ Nguyễn Thị. Nơ Nguyễn Thị hồi nãy là lấy hai cây gì đó. Chưa chốt à? Dạ. À chị Nơ Nguyễn Thị một cây hạt dẻ với một cây trắng, em lên cho chị cây hạt dẻ trước nha, cây trắng tự chọn. Ghi 54. Nơ Nguyễn Thị một cây trắng có sẵn, trắng là tự chọn, một cây hạt dẻ là có sẵn. Chị Tiên My một cây trắng ghi tự chọn. Em mở cái máy em đọc cho nó cái số đi Vi. Chị Tiên My 34 tự chọn trắng. Chị Trâm Nguyễn hồi nãy đều 3 cây rồi đó, 3 cây 3 màu. Khương Đinh, cây trắng, cây đỏ, cây vàng. Chà, căng nữa nha. Cái này là không có, đừng có bắt đền em nha. Cái này không có đảm bảo, màu đỏ vàng với màu hạt dẻ thì có. Còn hai cái màu kia, em cứ ghi tự chọn. Khương Đinh, một trắng, một đỏ, một vàng, tự chọn. Chị Ngọc Nguyễn Thị, một hạt dẻ lùm. Hạt dẻ lùm cho chị Ngọc Nguyễn Thị nha. Lùm là hai củ là to rồi. Thường đa số nó một củ. Chào anh Triệu Tân Tiến. Hôm nào anh ghé qua đây anh phải nhá máy cho em biết là anh để em phải coi mặt. Nói chung là cũng gây lỗi với anh nên là ấn tượng. Trước sau 5 màu Khương Đinh. Là Thương Đinh là tổng có 5 màu, muốn đặt 5 màu, 180.000 một cây hết nha anh chị, lấy giống đi, không có giống là rất là đẹp. Em về em bán đợt trước là 280.000 mà giờ bán có giá này rất là mềm. Chị Trâm Nguyễn thêm một cây màu đỏ nữa là 4 cây. Thêm một cây màu đỏ nữa là 4 cây. Trâm Nguyễn. Dạ đúng rồi, tất cả này là lấy giống hàng cây nhỏ hết đó chị, không có cây lớn. Em bán bây giờ cây nó cũng tạng vậy. Hạt dẻ nó như vậy thôi anh chị. À, chị có lấy thích thì chị đổi như vậy, chứ còn nó không có lớn nữa. Trắng. Trắng hồi nãy là cho Tiên Lê một cây nè, có nè, nó lên rồi, đợi em chốt bổ sung. Tiên Lê một cây. Ai nữa bác? Đỏ. Đỏ, đỏ. Đỏ cho chị Trâm Nguyễn nè, là nợ đủ chỉ là 4 màu. Cây đỏ cho anh Khương Đinh nữa nè. Đủ của anh Khương Đinh. Nó nằm tùm lum hết á. Có mua về trồng mà. Dạ, mua về trồng. Mua trồng lấy giống đi, rất là đẹp. Bông nó dễ thương lắm anh chị. Bitonia. À, Sơn Trần Thanh thêm một cây đỏ. Tự chọn. Đỏ, đợi xíu tôi có đỏ, đỏ, viền đỏ. À, cây Sơn Trần Thanh có được cây đỏ. Không phải viền đỏ, phải đỏ. Trời ơi. Chưa, của anh là ghi tự chọn nên chưa ra được cây đỏ của anh Sơn Trần Thanh. Anh chị chốt hạt dẻ với chốt đỏ viền giùm em đi rồi em lên. Cái kia thì từ từ nha.
sơn Trần Thanh còn thiếu. Bon pin một cây đỏ có nụ hai thân, vàng chưa ra được chị Kim Hoàng ơi. Cái vàng sau đó là phụ nữ sugar chanh, phụ nữ vàng chanh, phụ nữ sugar chanh, chắc là nó lai bữa hai cây đó nó ra đó. Cây chuẩn bị cho tất cả là đang có vòi bông hết nha chị, hàng bông bối hết nha, cây nào cũng có bông hết ha. Như cây như vậy tất cả có bông hết 180.000 nha. Cái đây này là cây hạt dẻ 180, dùm lùm có nụ luôn nè, cho chị Phạm Quỳnh Anh Phạm, cảm ơn chị Quỳnh Anh Phạm nha. Một cây 180.000 nha, lấy giống nha anh chị. Cây đó em bán 6 tháng trước bán 280.000 á, từ hồi lâu lắm rồi, thưa chị Hạnh có tầm á. Tất cả cái loại này là có che lưới hết nha cô. Về tưới nước gì cho bông nở, cái này nở hết rồi. Có cái bông to luôn này, nó nở hết chị, cô yên tâm. Cái loại này nó không có lì bông như cái thằng gì ta, hôm bữa về mà bông hồng long mộng á, ngàn sao á, nó lì bông quá đó, cho nên có thằng này thì yên tâm rồi, không có phải lì bông như thằng kia đâu. Còn cây bút to, còn được cây bút to, ai chốt cái này cứ hạt dẻ 180.000 nha. Mitonia hạt dẻ, hiện tại em đang có hai màu có cho anh chị là hạt dẻ, màu hạt dẻ và viền đỏ, Mitonia viền đỏ, hai màu nha. Anh chị nó chốt hai cây này giá 180.000 một cây. Chào hết mấy anh chị, cho anh chị vô sau coi mặt bông của Mitonia. Một hạt dẻ lùm cho chị Bích Thủy, hạt dẻ lùm nè chị Bích Thủy, cây lùm luôn nha. Em để xa xa để anh chị nói, để gần á thấy nó nhỏ to quá mà tới dao nó nhỏ nha. Đó, lấy cây cho chị nè, chị Bích Thủy hạt dẻ lùm. Cho coi mặt bông à, em đợi xíu cho coi mặt bông. Em đi em vô lựa mà nó rối màu, quá trình màu luôn, đẹp lắm. Này cũng là người Đài Loan mở vườn ở đây nha, gốc Đài Loan hết. Gia đình hai mẹ con về đây mở và cưới được cô dâu rất là dễ thương, bán hàng rất là dễ thương. Người Đài Loan, cô dâu mình làm dâu là người Việt mình. Hạt dẻ đây, Mitonia, màu hạt dẻ rất là đẹp nha chị, đẹp lắm. Cũng là tông đỏ đó, nhưng mà nó cái váy của nó nè rất là đẹp, tia rất là đẹp nha, hạt dẻ. Cái này là đỏ viền, khác nha chị, khác màu, khác nha, đỏ viền. Chị nhìn thấy khác không? Khác cái váy ha, đỏ viền với hạt dẻ nha. Dòng thấm xả đỏ viền hả? Ok chị, em có hai màu Mitonia, hiện tại đang có hai màu cây có sẵn là đỏ viền với hạt dẻ. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Em lên cây vì đỏ viền, đỏ viền hay gọi viền đỏ đó. Chị Hà Trân một cây đỏ viền lùm nè. Chị Ngọc Nguyễn Thị ơi, chị chốt xong rồi chị đừng có xả giùm em, nó chốt xả rồi ấn tượng luôn á. Chốt cho chị Hà Trần, em cũng lên cây từ từ chứ mình nhìn vật xong mình chốt mình xả tới cái người kia không có cây để mà người ta chốt cũng tội bên em ha. Chị Xuân Giang Nguyễn một cây hạt dẻ lùm 44. Xuân Giang Nguyễn một cây lùm. Cho chị xem hạt dẻ và cây hạt dẻ đây ạ. À, em còn 3 cây hạt dẻ đang có bông hết nha, bông bói hết nha chị, nên bông nó không có được nhiều, từ từ đã. Mà đa số hầu như bẻ nào cũng có lên bông hết á. Cái này được lên hai bẻ mà nó ít thân, nhưng bù lại nó có hai bẻ hai cái vỏ bông nha. 180.000 cho xem mặt bông của hạt dẻ. Hạt dẻ đẹp, đẹp xuất sắc luôn, rất là đẹp. Mặt bông hạt dẻ nha anh Trần Tiến, ăn Tiến Cường Ngô ơi. Đây ạ. À, chào Minh, nãy giờ qua ngắm em Yến bên kia phải không? Giờ mới qua đây phải không?
một chủ ở Đà Lạt bán loại này bông to giá 700 một triệu. Đúng rồi, nuôi củ nhiều đắt lắm. Em nói đợt trước em nhập 250 em bán 280 là đợt trước á, đội giá đội lên rất là cao. Mình nuôi tầm một năm nó nhảy nhiều, cái giá trị cái bụi nó rất là cao, tại này hàng đó là hàng xách tay về. Cái này là hạt dẻ nha anh Tiến Cường Ngô ơi. À, cái này là đỏ viền, đỏ viền nha, cái tông trắng nè, phớt cánh nó phớt hồng hồng nha, ha, đỏ viền. Ở này hạt dẻ khác nhau nha anh chị, nhìn nó giống tương tự nhưng mà không phải, nó khác nhau đó. À, đỏ viền hạt dẻ nha, hai tông màu, đúng rồi cô đắt. Bích Thủy em bị sót cái đơn của chị, một cái hạt dẻ lùm có chưa? Có rồi chị. Có rồi hả? Có hoa hết nhưng màu vàng, bây giờ nó có vài cây mà nó đang ra. Có hoa hết nha Vân Tiên Nguyễn ơi, em lên cây hạt dẻ nữa cho mình coi. Chào anh Tấn Lĩ. Lĩ sưu tầm cái Mitonia đi lẫn đi Tấn Lĩ ơi. Em lên cái đỏ viền cho anh chị nè, đỏ viền. Cái nào cũng có vòi hết nha, vòi bông hết. Nó khoảng là màu đỏ viền, hạt dẻ, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, 5 màu. Nhưng mà số lượng nó, cái màu kia nó ít, cái màu này nó nhiều. Các bạn đang tầm ra nha, tại vì nó để tầm lâm hết, mới về hàng luôn chưa kịp khui. Có đỏ viền nào có ngòi bông to chốt cho em với ạ. Ngồi bông to. Đợi em kiếm cho. Thường nó hai thân hả nha anh chị, không có nhiều thân đâu. Nhiều thân là khoảng 700 đến 1 triệu. Nãy cô Trương Ngọc Liên nói ra một bụi lùm. Trăm chừng nửa năm nữa là cái giá trị cây này nó cao. Cái này bụi to, búp to nha. Búp to cho chị Ngọc Linh ạ. Bông to. Khương Đình đặt 5 màu nha, ghi chú 5 màu giùm. Cái này em chốt cho chị Linh nè. Ngọc Linh. Dạ chị Trâm Nguyễn lấy thêm 2 túi phân Santama. Cái phân đó xài ngon lắm chị, em cũng thử qua rất là nhiều loại phân. Phân đó nó không có mùi. À, không có bị ốc. Ok lắm. Lên cây đỏ viền, cái giờ ai chốt vàng á thì em sẽ ghi chú là tự chọn thêm, mà chưa chắc là có cây nha anh chị, tại vì về nó ít, mấy cái màu đó nó ít nên không có dám chắc cây. Chị Hồng Thắm chốt dư một chậu Mitonia vàng 180.000 một chậu á chị Nguyễn Trang ơi, 180.000 em bán đồng giá. Giá rất là rẻ luôn, em cảm thấy nó cực kỳ rẻ này, tại vì mình nhập vô nó mềm á, tại đi số lượng rất là nhiều, em về tới mấy trăm chậu mà. À, phần đó là giá là 50.000 một bịch. Có cái Santama cho chị một cái gói với ba. Santama. Thanh Loan Lu một cây vàng. Cô Thanh Loan Lu một cây vàng. Em ghi chốt dư nha, cô Thanh Loan Lu một cây vàng. Nơ Nguyễn Thị một đỏ một cây vàng. À, em đi bóc nhiều quá em đi tới nên là em không có nhớ là cái màu đỏ màu vàng có nhiều hay không. Mấy bạn đang ra hàng nãy giờ có đỏ với vàng không vậy? Hết rồi, không dám chốt dư rồi anh chị. Hết rồi. Giờ em còn màu gì đó, có trắng không? Có trắng không? Trắng ở đây hết luôn rồi, ở đây không còn gì. Không chuyển về Tiền Giang hết sao ta? Hết rồi anh chị ơi. Giờ em còn 2 màu thôi anh chị, đỏ viền với lại màu hạt dẻ thôi. Đợi xíu em lấy cái gói phân Santama cho anh chị coi. Cái này thì họ không có phân theo, không có túi nha, không có phân sẵn túi nhỏ giống như thằng Tảo Biển. Organic Tảo Biển này phân theo túi, còn cái này là nó đã viên sẵn không có phân túi.
Thịnh Đàm lấy một cây vàng đỏ, hết vàng hết đỏ rồi anh Thịnh Đàm ơi, em còn hạt dẻ với lại màu hạt dẻ là nó có cái tia tia đó, nhưng mà cái tông nó là vân tông đỏ nha. Hết rồi, em không dám chốt dư nữa anh chị, chốt dư rồi không có, kỳ lắm. Em còn hạt dẻ với đỏ viền thôi anh chị, cho chị Thư Phong. Hạt dẻ với đỏ viền trắng là hết luôn rồi, không có, có được mấy cây à, chắc là về Tiền Giang rồi. Anh chị săn like trên Tiền Giang đi, phát mai á, nó có. Em về Tiền Giang mỗi màu đúng 5 cây, 5 màu là 25 cây. Anh chị nào có chốt thì bay Tiền Giang ngày mai chốt nha. Có chị Kim Hoàng, về được mỗi màu 5 cây ở dưới Tiền Giang á, còn nhiêu là đóng hết Sài Gòn. Cho nên là mỗi màu ở dưới nó 5 cây, anh chị cứ nhắn inbox với bạn có để dành được cho anh chị thì để dành. Mỗi màu 5 cây là 25 cây ở dưới thôi, có mỗi màu 5 cây, còn trên lại Sài Gòn cho nên hết. Rồi, cái Santa Ma này ha, gọi là bác sĩ cây trồng luôn đó. Hàng này rất là tốt, em đã xài, em xài dạng bao á, bao 25kg á, là xài vườn thử qua rất là nhiều. Thì cái hàng này nó có cái chiết xuất trà xanh đó, nên là nó không có mùi đuổi ốc gì, không phải là diệt, nhưng mà cái mùi này ốc nó không có tới, không có, nó chậu rất là tốt, không có mùi. Phân bón anh chị bón vào nó có mùi thì nó dễ, cái côn trùng nó dễ tấn công ha, cái này không có mùi. Túi này 50.000 một túi, chỉ như Nguyễn Ngọc rồi, 50.000 một túi. 50.000 một túi nha Santa Ma, 50.000 một túi. Mini Đình Phong Phú không có về Tiền Giang, em có được 11 chậu em để trên này bán. Dạ. Em lựa tới 50 mấy chậu á mà bị lấy lại hết rồi, chị bán lấy được có 11 chậu rồi, em bán hết rồi anh chị. Chị chú Sang Phan lấy luôn chậu rồi. Cái này, chậu này cái bịch này 1 ký, 1 ký ký lận nha, của công ty trách nhiệm hữu hạn Big Rap. À, nó có hữu cơ vi sinh nữa nha, có nghĩa là nó có cái trộn cái nấm hữu cơ vi sinh ở trong, rất là tốt. Có nấm Trichoderma ở trong này, trộn vô nó nấm đối kháng, nó để diệt khuẩn á, rất là tốt. Vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải chất hữu cơ ha. Đây này ok, mẹ em dặn em tới 30 bao này mà đang đặt hàng chưa có về, bao sáng để mà bón cho vườn. 50.000 một túi nha, tốt. Là dòng vi sinh, thường vi sinh nên chị phải ngâm nó cách đêm rồi anh chị mới tưới, nó cực. Còn cái này nó đã tích hợp trong cái này, bỏ vô gốc thôi, cho nên là không có côn trùng, tốt. Tiền Giang không có Santa Ma, để em chuyển về. Mắt trâu lưng xanh, không có xài ám, ở đây không có bán ám. Em là em không có học phong thủy với thân thồng nữa, giờ không chơi thân thồng nữa, thân thồng khổ tâm quá. Chị Trương Ngọc Liên hai túi, khổ tâm, nó bán đợt nào cũng lỗ cũng banh xác. Thế trầm đồng đỏ nhập vô đã rẻ, mình bán thân bán có 150, không ai mua, 100.000 cũng không mua, cuối cùng về vườn luôn. Mà người ta bán thân ta bán 200.000, bán rầm rầm nhưng mình bán không được, thiệt là đau khổ quá đi. Giờ không chơi thân thồng nữa. Cảm ơn, tại mấy màu đó hiếm á, nếu mà lấy hạt dẻ với lại đỏ viền đó là có nha. Đúng rồi, em vừa tặng đó mà, mua nhiều để tặng không lấy ra xài. Ok ok, bớt rồi, về đi, mấy đứa về. Dạ, chị Yến Nhi Nguyễn Ngọc lấy cho bộ kích hoa, chị giới thiệu khách luôn mà. À, bộ kích hoa, kích hoa 125.000, kích rễ 105.000, còn cái túi hồi nãy là giá là 50.000 một túi nha anh chị. Chào Nhân, cái này là cái màu viền đỏ, em còn hai màu viền đỏ, hai màu viền đỏ nha, Mitonia viền đỏ với lại Mitonia hạt dẻ, còn hai màu thôi. Giá 180.000 một cây nha chị, 180.000 một cây. Chị chưa mua gì luôn. Thì nãy giờ chị Tư Vùng là chắc là có với Yến ở dưới rồi. Nay Yến cũng like dưới, hỗ trợ dưới. Em lên combo, em giới thiệu phân thuốc cho em dành 10 phút, em giới thiệu phân thuốc tí xíu ha. Thật ra cũng đắn đo lắm mới đi cái loại phân thuốc nào. Tại vì như vườn em thì em xài mỗi loại, ví dụ như một bữa phân vô cơ, là một bữa phân hữu cơ, nó xen rồi một bữa vi lượng,
là nó chia ra làm nhiều cử trong một tuần, tuần thì tầm phải 3 lần phân, 3 tới 4 lần phân. Nhưng mà với anh chị thì mình thứ nhất mình trồng ít mà không có tưới như tụi em, cho nên là mới hỏi ý cả cái chỗ của chị. Chị là làm đại lý lớn của Promore, chị giới thiệu thì chị tư vấn với lại xem qua cái góp ý của thầy thì đưa ra tích hợp cái loại phân cho anh chị. Combo nào nó tiện nhất, nó vừa có dòng hữu cơ, vô cơ, có trung vi lượng trong đó luôn. Chị Hồng Kim Dương hả? Có viền đỏ, từ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, lo nhiều chuyện. Đây à, chị Hồng Kim Dương cây này nha, lùm luôn nha, cảm ơn chị. Dạ. Kỳ tích hợp cái combo này nó có, cái này là combo, là combo kích hoa nha chị. Kích hoa. AC phốt phát rồi đây là dòng vô cơ nha. Đây. Super Root B1 là pha có cái này là dẫn phân, vừa vitamin dẫn phân, với là nó có cái này vô thì cái phân của anh chị, cái phân vô cơ đó nó sẽ hấp thu, cây hấp thụ tốt hơn. Thứ hai nữa là cái thằng này, cái dòng này là mới nha, rất là tốt. Tại vì cái anh chị mà cái rễ mà anh chị mà bị sần sần, anh sờ cái rễ nó sần sần đen đen á, đó là nó kêu bằng tiếng trùng rễ, nó kêu bằng sượng rễ đó, là những cái đó là nó giúp cái rễ mình nó suôn luôn, không có bị cái đó luôn nữa nha. Xài này rất là tốt. Còn một cái chiết xuất từ thực vật, đó là dòng hữu cơ, phân vô cơ, phân hữu cơ kết hợp hữu cơ vô cơ B1 dẫn phân nha. Cái này giá 125.000 combo này. Hồ điệp về nhiều màu lắm. Mai mấy bé kia like cho, tại vì đang ra hàng ở bên kho lớn bên kia, bên cửa hàng chưa có đem qua. Ăn dụ hữu phân vô cơ, hữu cơ chiết xuất từ thực vật. Cây gì đây? Nó có trung vi lượng nên chị, có cả bo, magie, mangan, đầy đủ canxi cho anh chị luôn nha. Trung vi lượng đầy đủ hết. Cách pha thì mỗi cái này anh chị pha 1 lít nước nha. Mỗi cái này là một cái muỗng. Muỗng có đầu lớn đầu nhỏ đó. Cái muỗng em đưa cho anh chị coi ha, muỗng đầu lớn đầu nhỏ. Mình pha. Anh chị pha, nếu mà anh chị thấy cái nào mà bột thì mình sẽ khuấy bột. Khuấy trước. Khuấy bột tan xong bắt đầu mới đổ cái loại nước vô ha. Cái này là 1 gram, nếu mà để nó bằng thì 1 gram. Cái này thì 5 gram là mình chỉ xài 1 gram này thôi. Nếu mà anh chị xài 3 loại này thì mỗi cái này là phân nửa muỗng. Mỗi loại này là phân nửa muỗng, pha 1 lít nước tưới tuần 2 lần. Đó, có đầy đủ. Còn chị một cưng cưng nữa thì có thể lấy cái thằng này ra riêng B1 để tưới thêm vô. Cái khi mà mình mới ra rễ, mới mầm, mới sang chậu, tưới cái này, lấy cái này tách ra để tưới là cho đỡ tốn tiền á. Còn nếu mà đi combo mà kích ba kích rễ, mà tập trung vào kích rễ, em cũng có luôn, 105.000 một combo nha. Combo này nãy em giới thiệu là combo kích hoa nha anh chị. Kích hoa cho phát hoa dài đầy đủ, có hữu cơ. Thường mà anh chị để cái hữu cơ của mình nó có hữu cơ vô thì cái bò bông mình nó dài. Cho em dành thêm 2 phút nữa nha chị Anna Phạm, xong cái là mũ nữ là cho em chị coi. Mũ nữ em còn đang có 2 màu. Cái này là cái bộ combo kích rễ ha. Anh chị đi các cái chỗ bán lan em thấy đều có. Cái shop lớn họ có, nhưng họ đi combo số lượng nhiều. Em tích hợp lại combo này nó nhỏ ít thôi, 3 chị lọ thôi cho nó đỡ. Có cái dòng organic nha, cái dòng hữu cơ. Có cái dòng chiên kích acetavoid nha, rễ phúng ra rất là nhiều. Có tảo nha, sisal nha, đầy đủ hết. Là giá này là 105.000 một combo. Khi anh chị mua thì có tặng cái này và cái dạng ống nước, ống mà để hút phân, có đầy đủ 105.000 một combo. Đây dành cho kích rễ mới thay chậu về, anh chị kích cái này. Còn mà để cây nó trưởng thành thì có cái cụ combo tăng trưởng nữa. Combo này combo tăng trưởng N30 tăng trưởng là để cho nó có mập với cây anh chị. Về khi sau khi ra rễ rồi, đầu rễ khoảng chừng dài khoảng tí xíu nha, là nó đã bén rễ hết rồi, thì chị phun cái này vô để cho nó mập
đánh nhiều đạm vô. Cái combo này rất là nhiều đạm, có hữu cơ đạm, có rất là nhiều này hữu cơ, combo nào cũng có hữu cơ và vô cơ xen vô nha. Vàng hết rồi chị Trâm ơi, nãy chị Trâm hình như được mấy màu, em nhớ bốn màu của chị, có đủ bốn màu rồi đó. Cái này là để cho mà nó ra rễ lên chị, cho nó mập mập cây lên á, món này rất là tốt, tuần hai lần xong mà nó mập cây rồi anh chị bắt đầu mới chuyển qua còn một combo nữa. Em chưa có đưa lên đây nè, combo là chuẩn bị có bông. Còn nếu mà chị muốn rút gọn thời gian thì có thể xài luôn combo kích bông này. Combo kích bông này mà anh chị muốn dặm thêm là tách riêng cái thằng này để mà B1 để kích rễ nè. B1 kích rễ thì xài cái này luôn. Đủ hết, trung nguyên liệu đầy đủ nha. Rồi bắt đầu quay lại bán lan, không bán phân thuốc. Giới thiệu cho anh chị ra combo này đầy đủ rồi. Hôm trước về nó bị thiếu, em chạy về thử nghiệm và cuối cùng anh nội ủng hộ nhiều nha. Chốt dự bị em với chị Thu Hoàng. Thu Hoàng chốt một cây Vitonia vàng ghi tự chọn, ghi chốt dư. Em lên cái vũ nữ lại cho anh chị coi nha. Chào chị Thu Hoàng, chào chị Nguyệt Thu, chào hết mấy chị nha. Em lên cái Vitonia lại cho mình coi. Xong cái đây, Vitonia là màu hạt dẻ nha anh chị. Rất là dễ thương, rất là đẹp, tông đỏ đó. Mà cái váy này nó là tia rất là đẹp nha. Tia rất là đẹp. Này là Mitonia mà dẻ. Gọi ra tiếp theo cái tên nó gọi theo cái màu. Chị Yến Như Nguyễn Ngọc, một combo kích hoa và combo mập thân. Anh ơi, anh nói anh đi chỗ khác anh nói đi anh ơi. Đừng có phá nữa, người ta buôn bán nha. Chào hết anh chị ạ. Cái này là một cây này 180.000 đang bán Mitonia mà hạt dẻ nha anh chị. Mitonia hạt dẻ đây. 180.000. Hạt dẻ. Em có màu mặt dẻ này nha. Và một cái màu nữa là màu đó là màu đỏ viền nha anh chị, đỏ viền. Đồng giá 180.000 nha anh chị. Xanh bích hả chị? Xanh bích là ở dưới Tiền Giang có, trên này không có chị. Tiền Giang, nguyên lô đó em về Tiền Giang cho Yến bán hết đó anh chị. Anh chị có thể mua ở Tiền Giang, tại vì hai chỗ đó, hai hàng hóa nó khác nhau. Cái màu này là đỏ viền, em gọi là đỏ viền nha. Em còn hai màu đó nha anh chị. Em lên nè. Cái này đỏ viền. Cái này đỏ viền ạ. Cái này đỏ viền. Anh này quen lắm nè. Em tìm ra coi là shop nào. Cây này 180.000, ai chốt em nha. 180.000 ạ. 180.000 một cây đỏ viền. Túi phân nữa chị Yến Như Nguyễn Ngọc. Ok chị, cảm ơn chị. Lấy một túi phân Satama cho chị nha. Và chị Nơ Nguyễn Thị chốt dư một chậu đỏ, một chậu vàng. Chốt dư nha chị. Nhưng mà thật sự là khui em thấy hết rồi đó. Coi mai có còn lọt ở đâu nữa không. Nhưng không thôi là hứa là không có. Không có nha. Anh không thích thì anh có thể ra ngoài chơi nha, chừng được để đây cho mọi người coi ủng hộ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà bình luận tích cực thì em cũng sẵn sàng tiếp thu. Và nếu mà anh bình luận tiêu cực vậy thì em mời anh ra khỏi Facebook của em ha. Cây này 180.000 ai chốt em nha, màu đỏ viền rất là đẹp nha. Màu viền đỏ rất là đẹp. Đây ạ, 180.000. Còn cái đây là cây viền đỏ cũng rất là đẹp luôn, cây một lùm này ai có chốt. Em còn được cái hai cái cây đó là cây lục đại thượng. Lục đại thượng nha anh chị. Lục đại thượng. Búp to nha, lục đại thượng. Cây này 200.000 có ai chốt em nha, 200.000. 200.000 ạ. Anh không thích thì anh đi ngủ đi. Tội gì anh đeo coi rồi anh nói lung tung mà. Anh lớn tuổi cũng là khách chứ không phải là người tùm lum tùm la đây. Em tôn trọng anh như là khách ha. Rồi không nói, em sẽ lướt qua. Nếu bình luận của anh tích cực thì em sẽ trả lời, còn bình luận anh tiêu cực thì em sẽ lướt qua. Buồn quá. Ok chị. Rồi em qua một cái vũ nữ sugar chanh cho anh chị nha. Còn ở đó không, lấy cái sugar chanh cho chị nè. Sugar chanh có con
con lâu rồi nãy giờ nè, cô cười mỉm ơi, con đang còn hai cái loại vũ nữ là vũ nữ Mitonia viền đỏ, con lên cái cô coi nha. Đây, Mitonia viền đỏ nha và Mitonia hạt dĩa, 180.000 một cây, đang có bông hết nha cô. Là hạt dĩa. Hạt dĩa. Hạt dĩa. Mitonia hạt dĩa nha, màu này là màu hạt dĩa. Còn đây là màu đỏ viền, 180.000 một cây. À, cô lên cô cô miễn có coi xong một cái đầu qua cái dòng phụ nữ khác, một dòng phụ nữ khác nha. Cây này 180.000 nha, nó hơi ít thân nhưng bù lại nó có hai vò bông nha, 180.000. Dạ đúng rồi, okay. Đây ạ, từ bi hỷ xã. Đây 180.000, ai có chốt em nha, 180.000 cây. Cô Cường Nguyễn có còn đó không? Đây nè, cây này được 2 vò nha, 180.000. Rồi em lên cái sugar. Trước giờ chưa có bán những vũ nữ này ha. Nếu anh chị có tầm thì tầm. Đây là chưa có chốt, chưa có bán. Cả Yến live stream cả năm mấy nay cũng không có cái vũ nữ sugar này. Hồi chiều đăng lên bông rất là to. Sugar chanh. Váy rất là to nha. Không biết có thơm không. Như là cây này để coi giá như là quên coi giá, chờ em xíu em coi cái giá lại nha chị. Chờ em xíu nha, 2 phút nha, chờ phút nha. Tại vì hàng mới khui ra, mới khui thùng nha, sugar chanh, bông rất là to. Hàng nào cũng có bông, cũ rất khỏe, hàng Đài Loan nha, trồng bằng than hết rồi. Sugar chanh 160.000. Cây sugar chanh này 160.000 à, 160.000 một cây nha. Em có một khoảng khoảng tầm chục chậu thôi. Anh chị nào có chốt sugar chanh thì chốt giùm em nha, để xa ra xíu nè. Sugar chanh. Đây ạ. À. Chào chị Cẩm Lý. Dạ rất rất đẹp, phụ nữ này rất là đẹp. Cây nào cũng có nụ có nở hết nha anh chị. Cây này. Đây, 160.000 một cây nha. Hàng này hàng Đài nha, có tem hết nha anh chị. Hàng Đài Loan nha, có tem hết, không phải trồng ở đây đâu. Hàng trồng ở Bảo Lộc đó anh chị. 160.000 một cây. Mitonia thì nó không thơm nhưng màu bông rất là đặc sắc. Thơm nhẹ thôi, nó không phải là cái đặc trưng của nó là mùi thơm nha anh chị. Đây ạ. À. 160.000 một cây Mitonia. Quên vũ nữ sugar chanh nha anh chị. Váy nè anh chị, nhìn cái bộ váy này rất là đẹp. Màu vàng tươi luôn á. Vàng tươi luôn anh chị nha. 160.000 sugar chanh nha. Chốt cho Cương Đinh một sugar chanh nè. Cái nào cũng còn nụ còn nở hết nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào chị Nguyễn Thục, chào chị Trợ Trung Trần. Sugar chanh 160.000 một cây nha anh chị. 160.000 một cây. Em có ít thôi. Có cây này phân nhánh nha, cành bông nó phát bông, nó phân nhánh rất là nhiều. Váy to nha, váy nè chị coi, đo bằng cái ngón tay cho chị coi nè, ba cái ngón tay em gấp lại nha. Dạ cảm ơn chị Lan Nguyễn. Hoa chơi rất là lâu quá chị Ngọc Nguyễn Thị ơi, hoa chơi rất là lâu, bút trên bút dưới gì nó nở tá lả luôn nè. Chị Phương Anh Lê một cây sugar chanh 160.000 à chị, em cảm ơn. À, chị cười mỉm lấy một chậu. Số 7. Đây không có cần thiết phải ấy đâu cô. Cô cường mỉm lấy một chậu nào đẹp đó nha. Dạ, rồi lấy cho cô cây đẹp luôn ha. Đây ạ. À. Còn nụ còn nở hết nha, có nở có nụ cho mình chơi ạ. À. Rất là đẹp. Hoa rất là lâu tàn ạ. À. Em chốt cho cô cười mỉm một cây ạ. À. Cảm ơn cô cười mỉm. Có Mitonia cô có chốt không? Hồi nãy cô vô trễ, có cả cách lục đại thượng nữa. Chốt cho chị cô cười mỉm một cây. Cảm ơn ạ. À. Em lên một cái cây khác. 160.000 một cây nha anh chị, 160.000 thôi. Có nụ cũng có, nụ chưa nở cũng có. Cây này 160.000, ai chốt thì chốt với em 160 nha, có búp có nở. Hàng này hàng Đài có tem hết nha anh chị, hàng này có tem. Trước giờ anh chị mua mà loại màu vàng này là có tem không? Không có, tại vì cái này nó mới lai tạo ra.
em cũng mới bán đầu tiên luôn, mấy năm nay hôm nay mới bán đầu tiên. Thì có tem hết nha. Tên khoa học có luôn. Sweet sugar lemon rub nha, có tên khoa học hết nha. Chị mua từng chậu em có tem hết. Hàng phụ nữ này hàng tem. Hàng đài tem nha. Chứ chị mua mấy cái loại kia cũng có vàng vàng đó mà nó không phải là cái giống này. Nó mới lai ra. À, chốt chị Hạnh Mỹ một cây còn nhiều nụ đẹp. Chốt chị Hạnh Mỹ một cây à. Cảm ơn chị Hạnh Mỹ. 160 ngàn nha anh chị, 160 ngàn một cây nha. Ai thích nụ thì nụ, còn ai thích có nở có nụ cũng có luôn nha. Váy rất to, hàng tem hết, cái nào cũng có tem hết. Có tên thương mạ, tên khoa học luôn nè. Có đầy đủ hết nha. 160 ngàn một cây. Em còn khoảng mấy cây nữa hết rồi. 160 ngàn một cây, ai chốt thì chốt giùm em. Cành bông phân nhánh nha, hoa thơm, thơm nhẹ. 160 ngàn một cây. 160 ngàn một cây, gom hai cây là rất là đẹp. Có nụ có nở, có nụ có nở đều có. Muốn lấy nụ thì nhắn em lấy nụ. Có nở thì lấy nở cũng có. Chị Hạnh Mỹ lấy một bịch phân Santama 50 ngàn. Dạ ok chị. Phân bao bón nó ok lắm. Mình bỏ vô gốc nó không có mùi. Em bỏ rồi. Trước em xài nhiều loại lắm. Cuối cùng mà chọn cái loại đó. Nó không có mùi. Phụ nữ và sugar chanh nha. Tên là lạ đó chị, mới đặt ra đó, bên nhà vườn họ mới đặt ra. Có tên khoa học đàng hoàng nha, có tên tiếng Anh, tên thương mại, có tem hết nha. 160 ngàn một cây, sugar chanh à. Rồi, xong tạm thời cái phòng hàng hồi đầu lai tới giờ thì em cũng nói sơ là em có bán Mitoya, có hiện tại còn hai màu. Mà hạt dẻ Mitoya hạt dẻ, phụ nữ Mitoya hạt dẻ và phụ nữ Mitoya viền đỏ. Cô cười mỉm thêm một bịch phân 50 ngàn, bút rác cho cô là tầm 1 giờ nữa nhớ. Chị Ngọc Nguyễn Thị một bịch phân 50 ngàn luôn. Chị Dung mà đợi vài bữa nữa đi, em đang đặt xưởng nó thêm cái phân đó rồi em chia với Tiền Giang. Thì Tiền Giang nó sẽ có bán. Vài like nữa đi là sẽ có chị. Chứ chuyển về chi nó cực. Cây này còn Mitoya nha, em đang bán ở giờ Mitoya cát lục đại thượng là phụ nữ sugar chanh. Mitoya 180 ngàn một cây, đồng giá hiện tại đang có hai màu. Trước giờ anh chị bán là hầu như là không biết màu, cứ kêu là lộn xộn, nhưng mà lô này em biết màu nha. Bán giá 180 ngàn một cây. Kiếm em mà không có anh Văn kia Tiên ơi. Chị Hành Mỹ xem lại cây. Mới xuống hay gì ạ? Rồi bắt đầu lên hàng sale. Ai coi canh hàng sale thì canh ha, hàng sale. Xíu em lên hàng sale cho anh chị coi. Chị sao gặp mặt quà chị. Nó lấy em 58 đó. Sao gáp mắc quá, lấy 58 ngàn. Nó tính theo đường đi chị. Có là bút, đó là bút. Bút và đi liền. Còn cái dạng nữa là bút mà để 4 tiếng sau, trong vòng 4 tiếng nó đi giao, nó gom nhiều đơn thì nó rẻ hơn được chút. Rẻ hơn được chút nhưng mà giờ giấc nó lại không có rơi vào cái thời gian của chị. Thì nó cũng khó. Nó đi giao lúc nào, nó giao lúc đó. Còn mình yêu cầu 1 giờ thì em bắt buộc phải bút ráp theo đó thôi. Còn nếu mà gửi bưu điện, hình như bưu điện gọi điện liên hệ với bưu tá nó có trục trặc gì với chị đó, cho nên là không gửi bưu điện. Có HO là cái gì ta? HO hả? HO không có, em không có dòng đó. Em chỉ bán dòng lan vũ nữ, dendro các loại thôi. Em lên một chỗ hàng sale nha. Có cây đồng tiền này. Xót lại cây đồng tiền nè. Lấy cho anh chị coi đây đồng tiền. Chị Hạnh Trâm, Hạnh Mỹ coi cái cây đại vũ nữ của chị nè. Nụ nha. Có kiều không? Có kiều. Chị Như Lê không có kiều. Em có kiều. Em lên cây đồng tiền. Bữa Yên bán nhiêu à? 180 mà sale 150. Nay ai lấy cây này em tính 140 luôn. Còn cây đồng tiền vàng nha. Gọi là
tiền vàng đó. Thằng ba lên live bỏ chạy mất dép. Dạ đúng. À, khi nãy giờ anh hỏi có HO mà em thì đọc là có hoa. Em không có bán cái dòng đó, em không có lên thằng ba đó, không có chơi ba. Đại gia thôi, tụi em là không có. À, cái này đồng tiền này lấy 140, em ra chốt 140 giờ lên cái đồng tím chị xèo. Chào chị Tiến nha. Chốt đồng tiền 140, cảm ơn cô. Cái đồng tiền 140. À, còn cái ít em sell, cái gì em sell được, em sell luôn. Có rồng tím. Mesoda không có chị Hạnh Mỹ ơi. Vũ nữ nè. Rồng tím mặt bông. Trăm sell 140 luôn. Bữa bán như 170, 180 gì đó. 180, 200 em tính 140 luôn. Còn mấy chậu em sell luôn. Rồng tím mặt bông ngoài nó đẹp lắm nha, chứ phải như vậy nó chưa bung hết anh chị. À, em lấy cái mặt bông bên ngoài cho mình coi, chờ anh xíu. Có mặt bông thực tế luôn, bây giờ lấy lựa lại lâu quá. Bà Liễu hết rồi, bà Liễu hết rồi ạ. Bà Liễu chài em vài tuần nữa đi. Bà Liễu nếu còn thì còn chậu lớn đó anh chị, chậu vài trăm á. Chậu nhỏ người ta không ra, ta giữ lại hết. Giống thì em mua cái giống 15.000 nó bằng tí xíu này nè. Mới về hôm qua luôn, 1.000 cây. Hôm mẹ em khui ra, mẹ kêu nó không có gì vậy con, nó giờ không có giống mẹ ơi. Nó tí xíu là 1 cm, có lấy không? Lấy, lại không có giống. Thì chị sẽ thấy là nó rất là đắt. Thì cây mà cây bót cỡ vậy người ta giữ là cây nuôi cỡ vậy là người ta giữ lại hết. Nhà vườn giữ lại hết. À, rồng tím nha, cái này em sell tính 140 luôn, ai có chốt chốt 140 giùm em. Rồng tím 140.000 một cây, bán sell. Có một số hàng sell em sell luôn. Damari được cái Damari. Có cây Damari này luôn, còn cây hai cây em sell luôn. Đang có bông 200.000 sell còn 180, ai có chốt Damari 180 chốt giùm em nha. Có một bông đang hai bông đang nở. Đang búp còn đang lên rất là nhiều nha. 180.000, ai chốt em 180.000 nha. Chào Sơn Trần Thanh, chào chị Phi Văn Ngô, chào hết mấy anh chị. Đây ạ. À, Damari, em lên đồng thời song song Damari. 180.000 nhân 200 tính 108 thôi. Đang có một chùm bông ở trên này. Damari thì có đặc tính hoa rất là thơm, hoa thơm nha. Mặt bông rất là đẹp. À, chị Phương Anh Lê một Damari, lấy cái còn cái Damari nào không lấy lên chị. À, chốt cho chị Phương Anh Lê 108. Còn cây Damari khác à. Phụ nữ lên rồi hả? Sớm giờ không hay. Thì em lên rồi, em giờ em còn cái vũ nữ. À, còn ba loại nha chị, Mitoya đỏ viền và Mitoya hạt dẻ. Còn hai màu. Với lại là vũ nữ sugar, sugar chanh. Chào Khương Lê Lam. Mitoya em bán 180.000 một cây. Còn vàng chanh là giá 160.000. 160.000. Chị muốn coi cái loại nào thì đó em đưa cho mình coi nha. Rồi, cái này là cái Damari. À, hai một lùm luôn nè nha. Thân thì nó thấp hơn cái thằng kia tí xíu. Thì em cũng bán giá sale luôn 180.000, ai chốt cây này chốt 180. Anh chị về ha, những thân già anh chị đừng bao giờ cắt bỏ nha chị. Những thân già này đừng bao giờ cắt bỏ, mà mình cắt xong mình bôi keo liền sẹo, mình ương nó ra, nó sẽ những cái mắt mình sẽ lên con ở trên này. Chị Anna Phạm, cây vũ nữ hạt dẻ nụ. Cảm ơn chị, 180.000 một cây á. Hạt dẻ nụ. Em lấy cho chị cây hạt dẻ nụ này đẹp, nó nhiều thân, nụ lớn. Em chốt chị Anna Phạm, em cảm ơn ạ. À, màu đỏ hết rồi, có được mấy cây em lên rồi. Màu đỏ, màu trắng, màu vàng là hết nha anh chị. Hiện tại chỉ còn màu hạt dẻ với lại màu đỏ viền. Em lên cái màu hạt dẻ với đỏ viền cho mình coi. Cái Damri này có ai chốt, chốt em nha, một lùm luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5 năm thân với thân nhỏ này nữa, thân là thân thân mầm gốc, năm thân
thân này giá 180, ai chốt chốt em 180 nha. Lấy cái Camry cho cô, cười mỉm luôn à. Cảm ơn cô. Camry hả? Camry chắc là cổ nó lộn đó. À, chị Hành Mỹ cho coi mặt bông của hạt dẻ. Chào anh Huỳnh Dũng. Hạt dẻ nè. Đẹp, mặt bông xuất sắc luôn chị. Rất là đẹp nha. 180 ngàn một cây, đang có bông hết, đang có vòi bông, em bán hàng vòi bông nha. 180 ngàn cây hạt dẻ nè. Phụ nữ hạt dẻ em có hai màu nha, màu này và hạt dẻ. Và một màu này nữa. Em còn hai màu này. Màu này gửi là màu đỏ viền. Đỏ viền nha. Đồng giá 180 ngàn một cây, phụ nữ Mitonia. Anh chị cứ gõ lên mạng Mitonia thử xem người ta bán giá nhiêu, không có giá dưới 200 ngàn nha. Không có giá dưới 200 ngàn đâu. Cây này 180 ngàn, này là màu đỏ viền, còn đây là màu hạt dẻ. Hạt dẻ cái nhìn tia tia rất là đẹp. Đỏ viền nhìn nó lạ lắm nha. Coi, hạt dẻ màu đẹp. Tia tia rất là đẹp nha. Hạt dẻ 180 ngàn một cây. Đây đang có vòi bông bói hết nha chị. Cây này là 6 tháng trước nha anh chị, là bán 280 ngàn một cây. Anh chị xem like của bên em đã thấy. Chị em chưa xeo nắng chị Kiều Trang ơi. Có mới xeo rồng tím 140 tím. Bữa 170 180 xeo 140. Chào cô Liên Nguyễn. Đây ạ. Mitonia. Cái này là màu hạt dẻ nha. Chị Bích Thủy chốt dư một Mitonia đỏ. Dạ em ghi chú nha, chứ hiện tại thì nó hết rồi. Không biết là coi có ai xả đơn thì em sẽ giữ cho mình. Đỏ, vàng, trắng. Ít lắm, về ít ít à. Cái này hạt dẻ. Hạt dẻ còn vài cây nữa hết rồi. 180 ngàn, ai lấy bút to, em có bút to nha anh chị. Đó, bông nó lại cho. 180 ngàn. Rồi em lên cái Damari, còn được cây Damari nè. Cây Damari này 200 ngàn cũng tính 180 ngàn luôn. Còn nhiều búp nha anh chị. Giá 180 ngàn cây Damari, có mầm gốc nè. Thân ở dưới gốc một lùm luôn nha. Đang có vòi bông. Cây này búp to rồi nha. Cây này búp này chắc đa số đây là mình đuổi cam nha anh chị. Mà hỏi nha chứ. Chợt một ca cách hát để chợt một chốt một gì. Vàng phía sau. Vàng phía sau em là em có đó, để em lên cho mình coi. Gì? Cây hạt dẻ. Anh Huy Hoàng chốt một cây hạt dẻ. Giờ mấy cái nào đọc được tên. Em lấy cây này hạt dẻ này cho anh Huy Hoàng, anh Huy Hà nha. Huy Hà một cây hạt dẻ. Lấy cho anh hai vội. Cảm ơn mấy anh chị. Cảm ơn Huy Hà. Khách mới thì cho thông tin lên giùm em nha. Ở phía sau á là chị Ngọc Linh ơi, cái đó là phụ nữ. Sugar chanh. Em có hàng nụ, hàng có nở có nụ cũng có. Hàng này hàng tem nha, hàng Đài Loan, hàng có tem hết nha chị. Sugar chanh giống mới nha. Sugar chanh là giống mới. Mông to, rất là to, váy rất là to nha. Váy rất là to. Bông phân nhánh rất là nhiều. Cây Damari, chị đổi, chị Phương Anh đổi cây Damari này, ok chị. Phương Anh Ly đổi cây Damari này. Ok, em đổi cho chị rồi ạ. Đây à, ai mới hỏi em cái màu vàng phía sau. Vàng phía sau. Xong cái em lên nắng sale cho anh chị nha. Từ từ em lên nắng sale. Xong cái em lên nắng sale cho. Cái nào sale được em sale. Lên cái chớp. Chớp. Chớp hồng sale. Hàng tem nha anh chị. Cái nào cũng có tem của nó hết nha. Sugar chanh. Sugar chanh. Có tem hết nha. Hàng này hàng Đài Loan. 160 ngàn một cây sugar chanh. Chào chị áo cưới Hoàng Vi. Nãy giờ không lên con Mitonia nè. Em bán Mitonia nãy giờ hiện tại còn có hai màu thôi. Ai chốt cái sugar chanh thì chốt em nha. Có nụ, có nở, có đầy đủ hết nha. 160 ngàn một cây ạ. 160 ngàn một cây. 160 ngàn một cây. Rồi.
rồi em lên cái nắng xeo. Chào chị Đỗ Phương Lan, chào hết mấy anh chị. Lên nắng xeo nha, cái nào xeo được xeo, em đang xeo rồng đỏ. Giá 140.000 thôi. Ha, làm rồng đỏ. Lên đô rồng đỏ nha. À, cảm ơn anh Huy Hà. Phường 5, quận 5, Hồ Chí Minh. Chào chị Nguyệt Thu. Rồi em lên dòng nắng xeo nha anh chị. Nắng xeo nha. Cây cưa đó, cây cao trước đi. Cái này 140.000 cây rồng tím nha. 140.000 cây này, ai có chốt thì chốt em 140.000 nha. Rồng tím. Đây. Bắt đầu em xeo. Hà này bữa Yến bán như ta. 150. Cô hỏi con cái gì giá thể ta? Giá thể đây bằng vỏ thông. Dạ bằng vỏ thông á cô Cười Mỉm ơi. Đây ạ, à, vỏ thông. Hàng Đài Loan mà, hàng tem. Giống mới. Sugar chanh. Cây này 180.000 nè. Em sale còn 150, nay tính 140 luôn. Ai có chốt thì chốt nha em nha. Cây này là cây chớp hồng. Chậu này hai cây ghép lại đã ra rễ thuần hết rồi nha anh chị. Rễ phúng ở dưới cây đầy luôn nè, ra rễ thuần hết rồi nha. Cái chậu đã tốn 20.000 một cây rồi, tính 140 còn 100 coi là còn 120 chia hai cây có 60.000 cây. Đó, rất là rẻ luôn. Cây này hai cây đã ghép lại rồi. À, chớp hồng này 140, ai chốt em 140 nha. 140.000 một cây chớp hồng. Em đang sale hàng nắng nha. Cô Cười Mỉm có lấy cái sugar chanh đúng không? Chào chị cô Liên Trần, chào chị Anna Phạm. Cây này chớp hồng 140.000. Chớp hồng nha. Cũng còn búp cho mình chơi nha anh chị. Cái này chứ cũng phải cả tháng mới tàn, rất là lâu tàn. Chớp nha, bông chớp chứ phải là bông bình thường đâu chị. Đây, bông chớp chứ phải là bông bình thường đâu. Đây ạ, à, chớp hồng nha, rất là đẹp. 140.000 một cây. Cây phía sau là cây vàng vũ nữ sugar, sugar chanh à. Sugar chanh 160.000 một cây á chị Ngọc Nam ơi. Sugar chanh 160.000 một cây. Này là hàng Đài Loan, hàng có tem nha. Hàng vũ nữ tem nha. 160.000 một cây. Váy nó rất là to, màu nó đậm, bên ngoài nó đậm màu lắm chị. Nhìn trong màn hình mình đã thấy nó hơi nhạt nhạt nhưng mà bên ngoài nó đậm màu lắm nha. Váy rất là to. Thơm, nhẹ. 160.000 một cây nè. À, chị Ngọc Nam có chốt thì chốt với em nha. Hàng này tất cả là hàng tem hết. Của người Đài Loan trồng mà cấy ra nha chị. 140.000 cây này ạ. À. Ai có chốt thì chốt với em, còn robot rồi. Bò vàng. Có mấy bò vàng lùm đẹp quá em sale luôn nè. Bò vàng một lùm. Cái này còn hai cây ghép lại mà. Sale ổn quá. Để về ra bông, làm bông bán. Cái này nếu mà bông bán phải trên 280-300.000 một cây. Cái này nó đứng ngọn hết rồi. Giờ bán sale bán nhiêu? Yến bán có 150 cây. Ai lấy này thì bữa Yến treo tan nát luôn rồi, em để giá cho Yến bán 130.000. Anh chị nào có lấy thì lấy còn vài cây không thôi, để em đem về vườn em dưỡng. 130.000 anh chị. Cái chậu hết 20.000 công nữa, trồng ra rễ như vậy nữa, giá bán 130.000 hết. 130.000 nha, bò vàng. Bông nó cực kỳ lâu tàn, nhìn hoài cũng chán luôn á. Bò vàng gộp đơn, chị Hằng Diệp, bò vàng, cảm ơn chị. Còn vài cây bán cho nó chật chỗ. Cái lùm nữa chứ mày đưa hết không? Gì nãy mày đứng kia đi. Đây, còn cây bò vàng nữa nha. Còn mấy cây bò vàng em sale nốt luôn.
xong mai cho về quê đi để dưỡng, để bán ổn quá. 130 ngàn, ai chốt thì chốt với em 130 ngàn nha, một lần luôn. 130 ngàn, quá trời rẻ. 130 ngàn. Gộp đơn chị Huyền Nguyễn ạ. Màu vàng, cảm ơn chị Huyền Nguyễn. Huyền Nguyễn thịt một cây nữa kìa. Em chốt Nguyễn Thịnh một cây nữa nha, bò vàng luôn ạ. 130 ngàn. Nguyễn Thịnh một cây, cảm ơn anh. 130 ngàn một cây nha anh chị, sale rồi, rẻ quá trời. Còn vài cây bán cho hết. 130 ngàn đang sale nắng nè anh chị, nãy ai hỏi em nắng chị gì đó còn ở đó không. 130 ngàn một cây luôn nha. Cái này là nó đã một lùm luôn rồi, nuôi phải em về lúc còn nhỏ vậy, nó đẻ con gì đâu mà quá trời luôn. Đó. Đứng ngọn hết rồi, con này thân là đang lên nữa nè. 130 ngàn nha, bò vàng. Lấy mặt bông của bò vàng cho chị coi. Chờ em xíu. Trăm ba mươi ngàn, cái này ai chốt thì chốt nha, để em lấy cái mặt bông của bò vàng cho chị coi. Đây Nguyễn Thịnh, cây chốt, cây chốt hồng gặp đơn, cảm ơn Nguyễn Thịnh. 140 ngàn cây chốt hồng nha, còn nụ cho mình chơi nha, rất là đẹp, lâu tàn thấy vậy chứ nó chưa tàn đâu, phải cả tháng luôn mới tàn anh chị. Bò vàng đây, em cho anh chị coi mặt bông của bò vàng nha. Đây bò vàng ạ, màu vàng nha, cánh cam, vàng cam rất là đẹp. Bông thì nó thôi, nó lâu, nó nhìn cái chán luôn á. Tại vì nó quá trời bền, lâu, cực kỳ lâu tàn. Mặt bông nha, em bán hàng lá, giá 130 ngàn một chậu lùm. 130 ngàn một chậu lùm nha. Bò vàng, cái họng nè, họng hồng hồng rất là đẹp. Cánh vàng, cánh cam, xen kẽ nha. Bò vàng 130 ngàn chậu này. Mầm con một ly tia đây nè, một mầm nè, hai mầm đây nè, còn một lùm ở dưới gốc luôn. Mầm thân chính cũng lên này, cái này nó đứng ngọn là nó sẽ cho bông từ cái cành này, cành này, cành này cao lên nó cũng sẽ cho bông được hết nha. Cây này nếu mà cây có bông á, để anh chị có bông á, em tâm tầm khoảng 2 tháng mấy nữa, 2 tháng mấy 3 tháng thì phải bán tầm trên 300 ngàn một chậu. Cái này 130, ai có chốt chốt 130 giùm em nha. Rồi. Còn cái lấy cái mấy cái chậu damari ở trên đó chị xem gì. Cái đó là gì? Đưa Uruguay lên, đưa cái cây Uruguay. Bò vàng 130. Có cây này có bông. Uruguay 180 em sale 150. Đang có bông. Uruguay nắng Uruguay nha. Nắng Uruguay. Kiếm mặt bông, bởi vì bây giờ hàng sale giờ kiếm hàng bông cũng quằn quại. Uruguay đang có vài bông nha anh chị. Thân này đứng ngọn. Có mầm gốc ha. Có mầm gốc. Bên đây cũng mắc ngủ thức hết rồi nha chị. Đây. Cây này 180 tính 150. Ai chốt thì chốt giùm em nha, cây nắng, dendro nắng nha, dòng dendro nắng chị nuôi càng lớn cái thân này cái càng to lên. Cho ăn con gốc nhiều vô. Ui, đi cái combo 2 là combo tăng trưởng á, tuần tưới 2 lần. Cây chị nó mập như khúc mía đi lên luôn nè. Nhà gộp đơn chốt lúc 6 giờ chiều nha, chị Hằng Diệp một combo kích rễ nữa. Ok, chị combo kích rễ là 105 ngàn nha chị Hằng Diệp. 6 giờ chiều hả? À 6 giờ chiều đi rồi. À, Nguyễn Thịnh còn hạt dẻ nụ quên Nguyễn Thịnh ơi, còn 6 giờ chiều cái đơn đó là đơn của hôm qua like là shop đi rồi. Cái này đơn em không có gộp được nha anh chị. Đơn hôm qua like là xong hết rồi.
Nếu mà mới like á là em like bắt đầu từ 8 giờ đó. Hôm nay là có like cái like từ 8 giờ thôi, nếu 6 giờ là gọi báo phí thôi. Có đơn không, nãy anh có đơn không? À, mới cây đồ vàng thôi. Em lên một cây hạt dẻ cho anh Nguyễn Thịnh, hạt dẻ nè, nụ to, có nụ to cho anh luôn. Đây. Con còn cái nụ to nào không vậy? Đợi em xíu, cái nụ này nụ nè. Nụ cỡ này nha anh. Cỡ này. Này khoảng chừng 4-5 ngày nữa ha. Đây, có cây nụ to luôn cho anh luôn nè. Lầm luôn nữa nè. Chốt cho Nguyễn Thịnh nha. Cây này nha, 180.000 à. Cảm ơn anh. Chốt cho chị Kiều Trang, chốt cây Uruguay 150.000 à. Chị Nguyễn Kiều Trang 150.000, em cảm ơn chị. 150.000 cây nắng Uruguay anh chị về cho ăn phân gốc, tưới combo 2 tăng trưởng vô thì nó mập lắm. Cái giọng tặng này là cái tặng cây nắng mình nuôi nó càng cao mà mọc thân rất là đẹp. Trẻ ui. Cái gì trẻ ui à? Lấy cây này, để em lấy cây này cho chị coi có bông. Cây này cây gì ta? Hạt giống không? Vàng mai. Còn cây Uruguay khác nha. Còn cây Uruguay khác, anh chị nào có chốt cây này to hơn, đẹp hơn. Cây này 170.000, ai chốt giùm em chốt cây này 170.000 nha. Này phải bình thường bán 200.000, rễ rất là khỏe, ra một đống rễ luôn. Cây này đó em nói nãy cái chậu mình nuôi đó, nó dạng thân mà thân lá mía á, tăng chị cho ăn gốc nhiều nó mọc như cây mía luôn á, rất là mập khỏe nha. Cây này 170.000, ai chốt cây nắng Uruguay này 170 chốt giùm em. Sale là mỗi loại còn một cây. Cái vòi nó không sao chị, tại vì nó thiếu nắng á, không mà từ từ nó bung nụ lên, không thì chị thích cái nào nó cũng vậy hết chị, từ từ đi chứ, từ từ nó mới bung lên. Đổi cây 170, ok chị, đổi cho chị cây này 170 nè, 170 nha, đổi cho chị 170. Cây 4N giờ đi kiếm mặt bông Uruguay, kiếm cho chị cái mặt bông Uruguay đi khách hỏi. Lên cái Uruguay tiếp luôn. Đây cổ Uruguay, lên Uruguay đi. Đợi xíu em kiếm mặt bông cho chị nha, tại vì bán sale cho nó nhiều mặt bông quá. Cây nãy nó xả ra. Cây này có bông nữa. Không có bông vàng ơi, cây này thằng lá. Nó nhăn em kêu bán hàng xeo và cho thằng bông nữa chứ chứ. Cây lùm thôi anh chị ơi, chứ không có bông nữa rồi. Không, mới về sao xeo, xeo lỗ chết. Cây đó 160, không có xeo. Cây có bông nha, một cây hàng lá, một cây có bông. Cây này 150, cây có bông 150. Cây không bông mấy 130. Ai chốt thì chốt 130, không bông. Cây có bông 150. Ai có chốt thì chốt em nha, nắng Uruguay, Dendro nắng Uruguay nha. 130 với 150, ai chốt chốt em. 130. À, để lấy cái cây có mặt bông sẵn luôn cho chị nè. Không có xeo được, Phi Quang Nguyễn Dương ơi. Cái cây nắng 4N cho chị có bọc bông. Có cây nắng 4N like nha. Bông rất là to. Cây này tính 150, ai có chốt thì chốt 150 nè. Em biết Gia Yến bán chắc chắn là không có. Không có giá này.
em bán cây này 150 luôn, ai có chốt thì chốt em 150 nha. Trang có hai vòi bông 150.000. Cái loại này bông to nha anh chị, rất là to, nắng 40N. Bên em bán hàng không bao ship nha chị Bích Thùy, tất cả đơn hàng không bao ship. Để giá em đưa ra nó chỉ có giá vốn cộng với chi phí vận chuyển với một số ít là nhận trừ chi phí đó rồi, thì nó sát rồi nên không có cơi lên để mà tăng để bao ship cho anh chị nha. Cây này 150, nắng 40N, hai vợ bông, ai chốt giùm em chốt nha. Còn có một cây, hai cây cây à, em lên dòng khác đó chị, em đang lên dòng 40N nè, nắng 40N chị Kiều Trang anh chị ơi. Cái này à, hồi chiều có một cái cây AB đó, vàng AB cát đó, cát chậu lớn đó. À, có mặt bông gửi qua đi chị, có mặt bông bán nha coi. Em không có kiểu tím hay anh Hà Đặng ơi. Có một cây AB chung với cái lô mà cát mini Đình Phong Phú. Cái này cái lá nó tước không sao nha chị. Để cái lá gì? Đây, hai vòi bông nha, 150. 150.000 nha, búp vẫn còn từ trên xuống nha, 150.000. Ai chốt thì chốt em cây nắng 40N lại bông to nha, là bông to mà nó có mùi thơm nữa. Không phải là vậy thôi nha. Dòng Calaya nè, mà chị chủ. Mùa vàng đi bán sale cát vàng đi. Em chỉ có cát mini Đình Phong Phú thôi. À vàng lưỡi đỏ, à cái đó không có sale. Mới về, hàng mới về, còn có vài cây à, còn hai cây à, không có sale. Em có một cây AB. Cho con mặt bông trước. Chờ em xíu. Chung với cái lô mà cát lục đại thượng mà 11 chậu mà dành nhau á, em lấy được cây AB. Ổng mà thấy là ổng bóc lên luôn rồi. AB thơm. AB đài nha, không phải AB Thái đâu anh chị, bông màu tím, thân là lơ thân cũ nha. Cái cây này em bóc rồi nè, mà ổng lấy lên rồi nè, ổng giữ lại không bán nè. Cuối cùng về được cây này không có bông, có bông có vòi nhưng mà chưa có nở. Nói cách là dòng AB nha, AB Dendrum nha, AB Đài Loan. Cây này 500.000 một chậu này, 500.000 có một chậu duy nhất. Ai comment chốt trước thì em giữ cái đó cho mình nha. AB Đài Loan hoa rất là thơm. Ngày xưa một cái củ cái thân tép nhỏ người ta bán rất là đắt tiền. Ha. AB hoa rất là thơm. AB nha, dòng AB Đài Loan hoa rất là thơm. Đây. Bụi một lần ra chậu lớn hết rồi. Cái chậu mà em chụp đó là em chụp cái chậu đang có bông á, bị ông lấy lại rồi, ông chủ Đài Loan ông lấy lại rồi không bán. Còn ổng không thấy cái cây này, ổng thấy chắc ổng giữ lại luôn. Lấy về được bán 500.000, ai mua. Cây này 500 đang có vòi bông lên nha. Củ to rất là khỏe, 500.000. Một chậu duy nhất nha, có một chậu duy nhất nha chị, một chậu duy nhất thôi. Trồng dớn mềm á, dớn này đắt tiền. Cái đó của chị. Chị không biết chuyển gì nữa. Không, để đây. Cái đó cây hạt đỉnh, hạt đỏ nhung mới. Rồi anh chị có chốt không? Cây này có một cây à, hình ảnh chắc đi không mất tiêu rồi. Cây này 500.000 AB nha, gốc mầm gốc lên nè chị. Hả? Có mầm gốc lên nè, đang mầm gốc lên. Cây này 500 có một cây à, rất là thơm, cực kỳ thơm luôn. Dòng AB mà Đài Loan nha, không phải hàng Thái tầm đâu, này hàng Đài Loan. 500.000 cây AB nè, ai có chốt thì chốt thì em nha. Dạ đúng là rất là xuyên hoa mà hoa thơm nữa. Có rồi hả chị? Cả có Mitoya kìa chị. Thi Quang Nguyễn Dương có Mitoya. Mitoya em có hai màu. Qua mẫu này đi, trễ rồi, mấy giờ rồi ta? Mười mấy, 11 giờ. Qua mẫu này đi. Cây lục đại thượng. Có một cây lục đại thượng chậu lớn. Em có lục đại thượng chậu lớn nha. Có chậu nhỏ. Chậu nhỏ thì 200.000. Chậu lớn 350.000. Lục đại thượng.
thương mà ngán tiền. Dạ cảm ơn. Cây này là cây nhỏ của nó nha, chậu nhỏ. Cây lớn là chị nhìn bản lá nè, và là lá mít nữa nha, này lá mít. Có một cây duy nhất à, chậu to đùng lùm luôn, nó gấp đôi cái chậu này anh chị. Chậu này 200.000. À, em cho coi mặt bông, lấy mặt bông ra, lấy mặt bông ra anh chị. Cái này 200.000, chậu này 350.000, chậu lớn nha, dạng chậu lớn, lá to mà lá mít, lá ngắn mập thù lùn một lùm luôn, trồng trong chậu lớn à. Chậu gấp đôi cái chậu kia nha. Chậu này 200 cùng một màu, là cát lục đại thượng, cát Đài Loan lục đại thượng hàng tem nha anh chị. Cái này 350.000, cho coi mặt bông. Không có camera sao em đưa về cho anh chị coi, nó hơi bất tiện tí xíu, sợ giờ đưa camera sao là nó thoát luôn cái màn hình á. Thoát không? Đây nhìn rõ không chị? Đây là dòng cát nữ hoàng nha, rất là thơm. 130 chị đẹp ơi, trả em 130 đi, cho em 10.000 đi, lỗ rồi. 130 còn mít tô nha anh Đặng Quang Lê ơi, em còn hai màu mà hạt dẻ với lại màu màu đỏ tiền, đó là loại của nữ bông to đó. Cơ bông bông có cây 500.000 luôn. Chờ em xíu em mở cho coi lại. AB đây, màu hồng, tím hồng rất là đẹp, hoa rất là thơm. Em chụp em lấy được hai cây mà bị giữ lại hết cây rồi, ông không bán. Từ đó cái cây nè, 500.000 mặt bông. Thơm cực kỳ thơm nha, dòng AB dòng này lạ. Không có nên hàng này hàng tầm nha chị, không phải hàng phổ thông đâu, hàng tầm. Ông giữ lại để ông ra chợ ông bán 2 triệu. Nói bán 2 triệu. Đó 500.000. Từ xíu em lên. Nãy ai hỏi Mito Nha của em. Cái chậu đó là chậu này nè, anh gì đất ơi. Rất là đẹp nha, 500.000. Có một chậu duy nhất à, lấy được hai chậu mà bị giữ lại chậu rồi, còn chậu này thôi. Ai chốt em nha. Năm trăm ngàn rồi em lên Mitoya cho chi anh gì đó muốn coi nè. Quang Lê vũ nữ bông to Mitoya em có hai màu, chờ em xíu. Hôm nay cho Yến về quê cho nên là lai. Còn hai màu hạt dẻ nè, để camera sau cho anh chị coi. Anh Hùng Dũng có chốt cái đó 500 gì tầm, anh Dũng cái đó tách kỳ ra, nhân kỳ ra. Đây là màu hạt dẻ nha anh chị, nhìn cái váy nó tia rất là đẹp. Lý sao đặt tên hạt dẻ mà tên nó là tên khoa học rồi mà có tem nha. Mà hạt dẻ. Đây là màu đỏ viền. Màu đỏ viền. Tông đỏ nha, cánh nó có viền đó, đỏ viền, rồi là Mitoya đỏ viền. Em hiện đang có hai màu, giá 180.000 một cây nha, hai màu Mitoya đỏ viền và Mitoya hạt dẻ, hai màu khác nhau. Lên cây cho anh chị có coi, đây ạ, cây nè, hàng tem hết, tất cả đều có tem hết nha anh chị, có tem hết, 180.000 một cây. Chị Hằng gì đó ơi, chốt cái cây gì đó cho chị đi. Chị ơi, cây hàng lá. Uruguay hàng lá. Tem. Này màu đỏ viền nha. Có tem hết nha, chậu nào từng chậu đều có tem hết nha. Em chốt chị Hằng cây Uruguay nha, cho đủ đơn cho chị nè. Gặp đơn cho chị ạ. Cảm ơn chị.
Mitonia hạt dĩa. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Khuya rồi chắc em xuống like quá. Hôm nay chia ra nên chị vừa coi ở Tiền Giang vừa coi ở đây. Đây. Mitonia nha, mụ nữ Mitonia, ai có chốt thì chốt 180.000 một cây, hiện tại còn hai màu, màu hạt dẻ và màu đỏ viền. Rồi anh chị có muốn coi cái gì thì nhắn cho em nha. Lên nắng nữa đi. Em đủ đơn. Nắng giờ em lên cho chị đó, chị không chốt. Bây giờ lên em có Euro One, có 4N, có chớp hồng, có Robert, có bò vàng, vàng mai. Chị muốn coi gì chị bình luận giùm em, tới nó nhiều lắm. Combo tăng trưởng, combo kích bông là tưới ở gốc hay sao? Cái này là tưới toàn bộ thân lá nha chị, không an toàn không sao hết. Nó là có hữu cơ, có vô cơ pha trong đó, tỷ lệ hợp lý là 0.5 gram cho một lọ, cho một lít nha. Ba loại đó, mỗi loại cứ lấy nửa muỗng nhỏ, muỗng đầu muỗng nhỏ tưới thôi. Tưới toàn bộ thân lá hết nha chị. Tưới phân nên tưới buổi sáng giùm em ha. Tưới xong khoảng tầm 3 tiếng 4 tiếng mình xả lại nước. Xả lại nước nha. Còn Robert không nha? Có một chậu mà nó đang kiếm mà nó nằm ở đâu? Đó, chỉ còn cái nửa kho là hàng đó, nhưng mà nó lung tung bung hết. Hàng mới, hàng cũ, hàng tá lả, cho nên chị mà cố gắng trong một like anh chị chốt đủ đơn. Nếu mà để lại dồn dồn là để lạc mất cây rồi, tụi em phải xả đơn á. Có rồng tím á, chị coi rồng tím không? Rồng tím đang sale nè. Em còn cây chốt hồng em sale luôn nè. Đợi nó kiếm cây trong, cây chờ trên Robert. Em lấy cây chốt hồng này cho em coi nha. Nãy giờ chị chưa có cái dòng chốt hồng. Có một cây bà liễu. Yến anh ơi, bán ở chi nhánh 2 về Tiền Giang hỗ trợ. Tiền Giang chị Kiều Trang ơi. Thứ 6 Yến mới lên. Nào. Cây này, cây chốt hồng nha. Chốt hồng bình thường bán 180 đó. Nên em bán 140, ai có mua thì mua 140. 140 nha. 140.000 cây chớp hồng, 140.000 đang có bông. Rồi em lên rồng tím liền cho chị đây. Chờ em xíu rồng tím. Cây này 140.000 đang có bông nha. Chớp này là bông chớp chứ không phải bông thường nên chị chớp hồng. Lavender không có anh Hoàng Minh đây. Có ba là bà liễu, có một cây bà liễu. Anh chị nào chớp được chớp. Bà liễu giờ quý như là cái gì luôn á. Không có giống. Rồng tím cho chị Kiều Trang coi. Cái này em đang sale 140 chị Kiều Trang. 180 sale còn 140 luôn, bán cho hết còn vài cây hả. Đang có bông nha, rồng tím. Hoa thơm. Rồng tím 140.000 nha, búp dài từ trên xuống chuỗi rất là dài, có nhiều bông lắm, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gần 20 bông, chắc trên dưới 20 bông chậu này. Mới nhận chào bà liễu đẹp không thất giả Thánh Quân ưng cái bụng lắm không, cái đó là hàng đi tiễn từng cây á. Cây này 140.000 rồng tím nha chị Kiều Trang, có chốt em đang sale rồi đó. Thường giá 180 ta sale còn 140.000, đang có bông nha, đào trồng ra chậu lớn rồi thì về mình không phải thay chậu nữa. 140.000 chậu rồng tím này mặt bông luôn nha, thơm, dòng này thơm, nắng thơm á. Rồi, có chậu bà liễu hàng lá nè. Chị có chốt không? Chốt mẹ em chuẩn bị xuống like nha anh chị. Ngủ. Cái này 100 chà Liêm Trần ạ. Cái này 140.000, ai chốt rồng tím chốt 140 giùm em. Robert không tìm ra chị ơi. Thua rồi. Chiều nó lên nó soạn hàng nó thấy có một cây. Giờ tìm không ra. Có chốt hồng.
cho em một cây rằm tím, chị Yến Như Nguyễn Ngọc, cây rằm tím 140, em cảm ơn chị. Chốt cho chị Yến Như Nguyễn Ngọc. Chị Yến Như Nguyễn Ngọc chốt trước rồi em lên cây rằm tím giống vậy cho chị Kiều Trang nha. Lấy một cây rằm tím nữa nha. Em lấy cây nụ cho chị nè. 140 cho chị Kiều Trang luôn nè. Đang cây nụ cũng có mầm gốc nha. Một chùm bông á, chuẩn bị nở rồi nha. Cây này chốt cho chị Kiều Trang 140.000 luôn, em cảm ơn ạ. Đây nè, cây này đẹp nè. Chào chị Hạnh. Cây này 140.000, ai chốt em 140.000 nha. Nè, lấy cho chị Kiều Trang, em lấy cây này không ưng cái bụng nữa là thua luôn á. Nè. Có mầm nữa nè. Lấy cho chị đó. Đẹp. Chớp hồng em đang sale giá nè, trăm nãy nói nhiều quên rồi, bán 140 quên rồi, 140.000. Có một cái xe xa bình nghe mùi quá. Dạ địa chỉ cũ, ok chị. Có một cái nắng bình đẹp nữa, 150. Thay vội bông dài thường thượt luôn, 150.000. Pin nha, cánh viền tím rất là đẹp, tím hồng hồng á, nó tên pin nó họ mà hồng pin á, mà hồng hồng nha, tím hồng rất là đẹp, có viền nha, một chuỗi bông rất là dài, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 vòi nha, thân nha, có mầm nha, 150.000 thôi. Chị Kiều Trang có chốt không, anh chị nào có chốt thì nhanh tay chốt cái này, em thấy rất là đẹp mà bà giá rất là mềm, có 150.000 thôi. Cây pin hồng pin xê xa hồng pin nha, đây 150.000 cây này, không có bao ship, em nói cái giá là nó sát rồi, không có bao ship, khỏi trả giá. Thì đó cái em lấy được hai cây đó mà ông chủ người Đài Loan ổng lấy lại một cây là không, ổng không có nhìn thấy cây này, em để lẫn ở trong cái đống kia hàng lá ổng có nhìn thấy, lấy em cũng lấy lại, ổng ra chậu ông bán đắt lắm. Nãy giờ em có bán vũ nữ anh Trân Hoàng ơi, có vũ nữ Mintonia 180.000 một cây, vũ nữ Sugar Chanh giá 160.000 một chai cây nha. Nhắn cái giá Mintonia vô giùm rúp giùm chị. Mintonia rúp lưu ý. Xe xa binh Mintonia 180. Và chốt cho Trần Hoàng cây này ạ. Hai vò bông 150.000. Có nụ hết, tất cả Mintonia em đừng có một nụ hết, 180.000 một cây. Nó như vậy ạ. Có nụ hết nha. Này, cái này là bán 280 cách đây trước Tết anh chị. Lâu lâu mới tầm được ha. Cái này 180.000 hàng tem, hàng Đài Loan có tem hết nha, có tên. Tên tiếng Anh hết, Mintonia Lanat Kagotling Red. Đỏ nha, tông đỏ nha, Trân Hoàng. Trân Hoàng em chốt cái cây xa xa 150 đó cho anh rồi. Ta bin 150 rồi nha. Anh có chốt cái này nữa thì nhắn giùm em là bình luận lại cái kia em chốt cho anh rồi, 150.000. Chiều gửi chào bà Liễu, bữa chị dặn là thứ năm gửi chị. Bà Liễu gửi cho chị chưa ta? Bà Liễu mà giữ mấy bữa chị chuyển khoản rồi. Hết đóng rồi quá. Ý mà còn không? Còn. Mai mới gửi chị Bích Tiền Nguyễn, em nhớ cái đơn đó là chị chuyển khoản rồi, chị yêu cầu thứ năm mới gửi, ngày mai bên em mới gửi. À, cây 500 là cây IB này nè. IB 500 thôi rồi ạ. Shop cho xem vũ nữ. Shop cho xem vũ nữ. Vũ nữ em cho xem nè. Cái này nè Minh ơi, 500.000 chung với cái lô cô mini Đình Phong Phú á, mà ông chủ không có phát hiện ra, ông phát hiện ra ông cũng giữ lại rồi. Chùm bông nha, mặt bông của nó nè, 500.000 có một chậu à. Máy sắp hết pin 1%.
chờ chờ xíu không gắm vô cái cục sạc. Để tên gì mà để đền đàn heo. Trời ơi. Đây. Hôm trước mà AP AP Dendrum nha. Dạ chốt cây vũ nữ có nụ cho anh Trần Hoàng. Nitonia có nụ nè, AP Dendrum nha. Cây này là lấy được đó nhưng mà ông chủ cũng lấy lại rồi. Còn được cái cây một cây này thôi. Còn cây này 100.000 ai chốt thì chốt 500 giùm đi nha. Rất là dễ chăm. Tích kỳ được chốt cho anh Trần Hoàng cây Nitonia 150.000 à. 180.000 xin lỗi, giá 180.000. Cảm ơn anh Trần Hoàng. Rất là dễ chăm chị Mai Nguyễn ơi. Khỏe cực kỳ. Dễ mà xiên bông, rất là xiên bông. Nó gốc nó là Dendrum, nó là AP Dendrum nha. Rất là xiên bông. Bông lâu mà mùi thơm nữa. Giá trị rất là cao. Ngày xưa nó là đầu tiên nó là dòng Rasavula. Bây giờ rồi thịnh rồi tới cái dòng này. Hiện tại là cái dòng này đang hot. Từng kỳ này là bán đắt lắm. Chậu này có 500. Tầm đi, anh chị cứ gõ trên mạng AP Dendrum đi thì coi cái giá người ta nhiêu. Có một thân 200.000, đúng rồi, một thân thôi đó. Cái này quá trời thân luôn mà. 1, 2, 3, 4, 5 thân. Một lùm luôn. À, bên em không có miễn phí ship. Anh mua chị mua 1 triệu đồng trên một đơn là bên em có tặng phân bón cho mình thôi. Chứ còn không có chương trình khuyến mãi riêng. Tại vì giá bên em đưa giá nó sát rồi, giá vườn sát rồi, không có cơi lên. Anh chị cứ lướt lên người ta bao ship. Tại sao một cái cây đó em bán giá vậy, còn người ta bán người ta cơi lên để mà bao ship. Chốt cho chị Mai Nguyễn chậu này à. Cảm ơn chị Mai Nguyễn. Đẹp, em nói có đẹp. Ghiền, thơm, rất là thơm nha. Này hàng Đài Loan, lấy từ vườn của ông chủ Đài Loan. Dạ chốt rồi, chốt rồi Minh. Rồi có cây đồng tiền. Tiền đó ha. Để cho chị Trúc Nguyễn đi. Không cuốn, khi đi mình không cuốn. Nhắn cho chị đi, chị buồn lắm á, chị qua chị lấy. Cái này chốt cho chị Trúc Nguyễn, ghi là khách ghé lấy, Messenger gọi điện cho khách báo. Chậm rồi, có một cây hà. Ta nói rồi, chị chốt. Có đồng tiền cái bông đưa lên đó vậy, thấy không? Ừ. Còn không? Có mấy cây đồng tiền nha. Hay chốt thì chốt, mà em có mấy cái đồng tiền xót xót nó nằm nó tuốt ở trong. Bán vài phút nữa nghỉ anh chị. Già cả rồi, tới giờ nó đơ đơ rồi. Nãy chị bán cây 150.000 một cây đồng tiền vàng. 150.000, bữa bán 180 anh chị, sale 150.000, ai chốt thì chốt thì em 150.000 nha. Hai vòi bông. Có cây này được hai vòi, cây kia một vòi. Có hai cây, cây một vòi, cây hai vòi. Cây này 150.000, ai chốt trước rồi lấy cây này nha, 150.000. 150.000 cây đồng tiền vàng nha, ai chốt thì em 150.000 nha. Đồng tiền vàng rất là đẹp. Giống này vẫn hiếm. 150.000. Chào chị Cúc Nguyễn, chào chị Thúy Nga. Em có cái cây cát phụ nữ sau lưng với hồ điệp nha. Chụp hình hoa phụ nữ sau lưng với hồ điệp. Có cho xem luôn nè, tạo gì chụp hình. Có luôn. Lấy cây nụ không? Hình nở. Cây này 150, ai chốt em 150 cho em lên cho Minh coi nè. Lên cho Minh coi. Phụ nữ này hàng tem sugar chanh à, có tem, có tên Oncidium Sweet Sugar Lemon Drop à,
Cây này giá 160.000 nha. Phụ nữ là bông to, rất là to, váy rất là to. 160.000. Sugar chanh. Em cắt hình để em cho người khác nhìn rồi chọn. À, cần hình. Ok ok. Cây này nên nở rồi. Cách vàng này em sale 950 thôi. Chị có chốt không? Chị Dương Nguyễn, Huy Dương Nguyễn, Huy Quang Nguyễn Dương, 150.000. Sale rồi đó, cách vàng nha. Thơm, rất là thơm. Đồng tiền 150, chị Thanh Nguyễn em đang sale 150. 150.000, cây hai vòi bông này, 150.000, còn được hai cây. Cây này hai vòi, cây kia một vòi. Chốt cho cách vàng cho chị Thi Quang Nguyễn Dương. Chị ghé lấy. Sáng chị hai đứa con đi học chị ghé lấy nè. Cây đồng tiền này 150, em còn hai cây. Cây số 1 là cây 150 nè. Số 2 nở bông nhiều rồi, có một vòi bông thôi. Lấy 140, ai chốt thì chốt hai cây hết rồi. 150, 140. Có cái mấy cây một cam, cách cam lên sale luôn. Màu hoang sao tím hả? Vài bữa đó đi chị, đang về vườn đóng không kịp. Em có cái màu cam, cái cam 150 luôn, cũng sale nốt luôn. Cũng còn búp cho mình chơi nha, tính 150. Mua này chính thôi. Dạ, cảm ơn chị. Mua từ ở dưới Tiền Giang, mua từ chị Loan phải không? Đây, 150 nha. Cái nào cũng 150, cây cá 150, cách cam nè. Rất là đẹp. Còn búp nha chị chơi nha, giá 150 quá trời rẻ luôn. 150. Hai chốt cách cam này 150. Màu này đắt mình. Thơm. Rất là thơm nha. Nhất là buổi trưa rất là thơm. 150 hai chốt sale em sale rồi đó. Hàng trồng quả thông nha chị, không phải trồng để dừa đâu, quả thông. 150.000 cây này. Hai chốt chốt em 150. Nên hành ơi. Nhiều lắm. Em nói tới 16 màu á, nhưng mà vườn đóng không kịp. Hôm nay về trước Mitonia với lại phụ nữ sugar chanh. Rồi mấy loại kia từ từ về sau, đóng không kịp. Tới 5-600 cây lần mà đóng kịp. Từ từ mai mấy em nó lên nhiều hàng mới cho anh chị coi. Cây này, cây cát này giá 150 sale nè, ai lấy thì lấy giùm em ha. Rồi em xuống like nha. Màu cam rất là đẹp. Xuống like nha mấy anh chị. Cảm ơn mấy anh chị ủng hộ. May là em bán mà gặp cái anh kia hồi nãy. Chứ mà mấy bé bán lên hồi nãy chắc nó khóc quá. Nhỏ mới lên rồi giọt cái vậy là nó khóc. Đây nha, cây này lục đại thượng. Còn cây hay cây hết rồi. Rồi cảm ơn mấy anh chị xem like ủng hộ em từ chiều giờ nha. Kết thúc live trưa mai tầm khoảng là 1 giờ bên em live. Thông thường bên em live cố định là từ 1 giờ với lại là nay tối là 7:30. Anh chị cứ theo dõi trên chi nhánh Sài Gòn sẽ cố gắng cố định hai cái khung giờ đó cho anh chị. Tầm như hôm nào quá hàng nhiều thì sẽ live buổi trưa, sẽ duy trì ngày nào cũng live. Và mỗi ngày đều có hàng mới cho anh chị nha. Đón theo live bên shop em ủng hộ shop em giùm. Ngày mai sẽ live vào tầm 1 giờ trưa, 1 giờ đến 1 rưỡi. Ngày khung giờ đó sẽ bắt đầu live. Và buổi tối 7:30 live. Bên em sẽ có mấy bạn để mà thay phiên live. Để mà cho anh chị có ít thời gian đó, để mà lúc nào cũng nhìn thấy tụi em để mua hàng cho nó dễ. Nhiều khi anh chị đã gần mà bước vô kho không biết cái nào để mà lựa. Nhưng mà khi coi live thì rất là dễ mua. Mua từng món một ha. Cảm ơn mấy anh chị và hẹn gặp mấy anh chị vào live trưa mai là khoảng 1:30, 1 giờ đến 1:30 trưa mai nha. Chúc anh chị ngủ ngon.